Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2017. Chúng ta học tiếp đây phần lộ ý môn thời Bạc Nhật. Trước khi mà chúng ta tiếp theo cái phần trong lộ ý môn thời Bạc Nhật thì một lần nữa sư cô ôn tập lại một cái số điều chính ý yếu về cái vấn đề về cái hoạt động của cái đời sống tâm thức của chúng ta. Sư cô cũng mong rằng là mình đã có cái phước báo á, mà mình nghe được ví dụ pháp á, thì cái phần này mình cố gắng mình cứ nhẩm đi nhẩm lại hoài, nhẩm đi nhẩm lại hoài để cho nó nhớ sâu đó. Bởi vì cái phần này là cái phần á, mà cái không phải nói là trong cái tâm của chúng ta nó làm việc như thế hoài, nó như thế. Dẫu mà bây giờ mình có tái sanh bất cứ ở một cái cảnh giới nào mà mình vẫn có đầy đủ cái ngũ uẩn đó, thì cái cách hoạt động nó vẫn vậy. Thì cho nên là mình học đây để mình hiểu, mình thuộc. Nhưng mà cái việc mà mình sử dụng đó, thì mình sử dụng nó trên cái đường luân hồi đó, là hầu như lúc nào mình cũng cần phải biết rõ cái điều này. Thì như vậy mình mới thấy rõ, biết rõ trong tâm của mình, thì mình có thể kiểm soát được tâm ý của mình. Còn ngày nào giờ nào mình không kiểm soát được á, thì giống như mình là cái người tài xế, mình lái xe mà mình không có kiểm soát được cái khi mình cầm cái vô lăng bẻ tới bẻ lui, mình không kiểm soát được. Mình không biết mình bẻ gì là nó sẽ ra sao, mà mình bẻ ngược lại nó sẽ ra sao. Rồi cái chân mình đập ra đập thắng là mình không rõ, khi thì nhớ đúng, khi thì nhớ sai. Thì cái người tài xế đó sẽ đưa cái chiếc xe và cái cuộc sống của mình á, đi vào một cái chỗ mà cái sự bấp bênh, sự nguy hiểm nhiều hơn là cái sự an lành. Thì chúng ta đây là cái người tài xế lái cái cuộc đời của mình trong nhiều kiếp. Cái xe đó chính là cái sắc thân của mình, và đó, cái sinh mạng của người tài xế đó chính là cái hoạt động tâm thức. Cho nên nếu mà mình cứ chập chờn, khi thì mình hiểu đúng, khi mình hiểu sai, thì cái sự nguy hiểm đó về phía mình rất là nhiều. Mà mình trả cái giá còn đắt hơn cái người tài xế. Bởi vì người tài xế đó, khi mà cái xe của họ bị hư hại đó, thì họ có thể mua sắm một cái xe khác theo ý muốn. Nhưng mà chúng ta đây đó, khi mà làm nguy hại tới cái sắc thân của mình rồi đó, thì cái chuyện chúng ta có lại một cái sắc thân mới, nó không như ý muốn, mà nó đi theo cái hậu quả của những việc làm sai trái của mình. Đó là hai cái điều khác nhau. Cho nên bây giờ mình hại cái sắc thân mình bằng cách mình treo cổ mình chết đó, thì mình sẽ không có tái sanh lại có một cái sắc thân như ý muốn đâu. Và những gì mà mình làm như vậy đó, mình sẽ trả giá không biết bao nhiêu lần. Trả giá dữ lắm. Cho nên không có dễ dàng như người tài xế. Và khi cái người tài xế mà làm tổn hại cái sinh mạng của mình rồi đó, thì cái người tài xế đó phải trả giá là bằng sự tật nguyền và cái chết của mình. Thì trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, khi chúng ta sai lầm như vậy đó, chúng ta phải trả giá bằng cái sự tật nguyền trong cái đời sống nội tâm. Cái sự tật nguyền đó chính là sự cố chấp sai lầm nhưng không có lắng nghe để sửa đổi. Và cái tật nguyền đó chính là cái tà kiến mà chúng ta đây nuôi dưỡng ở trong tâm, mà chúng ta không có đổi dời. Và chúng ta đây đó là cứ như thế mà chúng ta đi theo những cái gì chúng ta nghĩ suy. Cho nên cái cuộc đời chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, nó đi theo sự suy nghĩ của mình. Và cái suy nghĩ đó nó đưa đến là mình sẽ quyết định, mình chọn cái này, mình làm cái này, mình ứng xử như thế này. Thì tất cả đều là do mình. Dẫu cho đó là những người khác có góp ý, hay những người khác có thúc đẩy, có dục giả đi nữa, thì cái đó là chuyện của người khác. Còn mình tiếp nhận như thế nào, mình sử dụng như thế nào, thì nó vẫn là sự chọn lựa của mình. Ví dụ bây giờ cái người đó xúi bảo mình, bức bách mình cái gì đó, thì mình cũng là có sự tiếp nhận và chọn lựa. Ví dụ bây giờ mình sợ quá mà mình phải làm những cái chuyện không đúng,
thì cái đó là mình đã nô lệ cho sự sợ hãi của mình. Hoặc là bây giờ cái món mồi đó cám dỗ quá mà mình làm, thì cái đó là cũng do mình chịu cái món mồi đó quyến rũ cho nên mình mới làm. Cách nào đi nữa thì cái sự ứng xử của mình, cái quyết định của mình đều có sự chọn lựa của mình cả. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng chúng ta không trách nhiệm về cuộc đời của mình. Và đây á, là khi chúng ta có một cái điều mà nó đem đến cái đau khổ cho mình á, mà hầu như rất là khó tránh á, là khi chúng ta có cái người thân, cái người nào mà thân thương trong cái cuộc đời chúng ta, gắn bó cuộc đời chúng ta, thì chúng ta lại có một cái suy nghĩ rằng là chúng ta trách nhiệm về cái người đó, và hầu như là sẵn sàng để gánh trách nhiệm về cái hành vi của những người đó. Thì cái điều đó chắc chắn sẽ đưa đến đau khổ. Chúng ta đây có thể chia sẻ, chúng ta đây có thể trợ giúp, tạo những cái điều kiện để cho những cái người đó đó họ biết, họ nhận ra những cái điều không đúng của họ, họ sửa đổi. Chứ còn cái chuyện mà chúng ta đi nhận hết cái trách nhiệm về phía mình để tự mình giải quyết, thì cái đó là cái mà chúng ta sai lầm, và cái chắc chắn là chúng ta sẽ đưa đến đau khổ. Và hầu như tất cả mọi gia đình người ta đều phạm phải cái sai lầm này, để cho nên người ta sống một cái đời sống đó, mà người ta cứ phải khổ sở về những cái suy nghĩ của mình. Chúng ta đây cứ luôn luôn mong muốn những người sống với mình đó là phải làm tốt như là mình nghĩ như vậy. Thật sự không phải. Chúng ta không có trách nhiệm. Chúng ta cứ tưởng tượng đây là một cái vườn hoa, dẫu cho mình có làm cái đó hướng dương đi nữa đó, thì bông hồng hay là cúc đại đó, hay là cúc đồng tiền, hay là những cái loại bông hoa khác, nó phải nở theo cái cách thức của nó, và nó không thể như cái đó hướng dương. Thành ra chúng ta đây đó không có thể có một cái trách nhiệm gì về cái chuyện đó. Nói như vậy thì chúng ta thấy không đúng, nhưng mà chúng ta có thể hiểu thế này. Cái chủ yếu là mỗi người đó có một cái suy nghĩ, có một cái định hướng, có quyết định về đời mình, thì chính người đó phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái điều đó. Còn chúng ta sống với nhau, chúng ta có trách nhiệm về nhau đó, là chúng ta chia sẻ, an ủi, nâng đỡ và trợ duyên với nhau. Chứ không phải cái chữ trách nhiệm đây không có nghĩa là chúng ta gánh lấy tất cả những cái hậu quả việc làm của người khác. Không có cái đó. Thành ra cái chữ trách nhiệm chúng ta đi nó quá cái mức cho phép. Tất cả phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, từ nhỏ cho tới lớn. Chúng ta cũng giáo dục con cái của chúng ta tự trách nhiệm lại những cái việc làm. Cho nên để cho người ta được suy nghĩ, và để người ta được trách nhiệm, và để người ta được giải quyết cái vấn đề, mình chỉ chia sẻ một phần nào thôi. Còn nếu không đó, chết cũng không yên đâu. Vẫn thao thức hoài, vẫn cảm thấy thay rai rất hoài, vẫn cảm thấy thiếu thốn hoài. Điều đông đúng. Chúng ta trở lại cái việc của mình. Đó là cái đời sống nội tâm của chúng ta. Hay còn gọi là cái đời sống tâm linh của mình. Thì bao giờ nếu mà chúng ta chia chẻ ra, nó sẽ có hai phần: tâm và sở thủ tâm. Tâm đây là chúng ta nói chung, nó nằm đây 121 tâm. Và tâm này á, nói một cách tổng quát thì nó chia ra bất thiện và các cái tâm thiện. Như vậy tâm đây sẽ có tâm thiện và tâm bất thiện. Và sở hữu tâm này là những cái trạng thái của tâm. Trạng thái của tâm này nó thuộc về tâm. Nếu mà tâm này thiện thì cái trạng thái của tâm á, trạng thái của tâm này đó
nó sẽ đi theo thiện. Mà nếu tâm bất thiện ấy, thì trạng thái của tâm nó sẽ là những cái trạng thái bất thiện. Trạng thái thiện chúng ta sẽ có thấy là 25 sở hữu tịnh hảo. Trạng thái bất thiện nó là 14 sở hữu bất thiện. Và nó sẽ có mặt. Khi mà một cái tâm thiện nó khởi sanh lên á, thì nó có 25 cái sở hữu tịnh hảo này nó đi theo. Nhưng không phải lúc nào nó cũng theo đủ 25 cái sở hữu tịnh hảo, mà có khi nó 21, nó 19, 22, 23, 24, 25, thì tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trường hợp. Còn cái sở hữu bất thiện này, cái tâm bất thiện này nó sẽ đi theo là 14 cái sở hữu bất thiện. Thì cái này nó cũng vậy, không phải lúc nào nó cũng là đủ con số 14, mà nó trồi sụt, nó tùy theo những cái trạng thái tâm khác biệt nha. Thì như vậy chúng ta có thể nói nè, khi mà chúng ta đó biết được cái trạng thái tâm của mình, thì chúng ta cũng sẽ biết cái tâm của mình là tâm gì, nó đang khởi sanh lên. Thành ra những cái trạng thái tâm là những cái mà nó hoạt động trong cái đời sống nội tâm chúng ta, mà chúng ta đó dễ nhận ra. Bởi vì những cái trạng thái tâm này đó là nó có những cái cảm thọ đi kèm. Cảm thọ thì nó có cảm thọ lạc hỷ, nó có cảm thọ khổ ưu, nó có cảm thọ xả. Tất cả những này chúng ta học rồi. Vì những cái cảm thọ này nó khởi lên, nó đi kèm theo những cái trạng thái tâm, cho nên chúng ta biết rất rõ. Như chúng ta đã từng hiểu rằng đó, cái cảm thọ lạc hỷ này, nó đặc biệt là nó có hai nhánh. Một cái nhánh của nó là thiện, và cái nhánh của nó là bất thiện. Còn khổ u này đó, nó luôn luôn là bất thiện. Còn cái xả này mà khi nào nó có đi trong cái pháp thiện đó, thì nó có luôn hành xả. Trong pháp thiện đó thì xả nó có kèm theo cái hành xả. Thì cái hành xả nó mang cái đặc tính đó là nó quân bình tất cả những cái pháp đồng sanh. Mà quân bình những cái pháp đồng sanh trong thiện, cho nên là cái tâm của mình đó, nó sẽ đi vào cái trạng thái yên ổn định. Còn cái xả mà bình thường đó, thì cái xả này nè, nó có thể duyên. Nó có thể duyên với pháp bất thiện, nó có thể duyên với pháp thiện. Những cái này giảng rồi, hôm nay chị ôn lại. Cái xả, một cái trạng thái xả của mình, nó có thể duyên với hai pháp. Khi nó duyên với pháp thiện thì có nghĩa là nó phối hợp trong 19 sở hữu biến hành để nó có hành xả. Thì đây là cái pháp thiện, nó làm quân bình trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Một cái quân bình đẹp, đó là cái trạng thái mà nó có thể đưa vào trong cái sự yên ổn, sự an định. Và nếu mạnh mẽ hơn, nó là định trong tâm. Khi nào cái sở hữu nhất hành mà nó thật là mạnh nữa, thì cả ba cái này nó phối hợp nhau, nó đạt nên cái sự thành tựu của sự cái pháp định ở trong tâm của mình. Cho nên khi nào cái đời sống nội tâm của chúng ta mà bình yên đó, thì nó bao giờ nó cũng có cái hành xả. Bình yên thì đó là pháp thiện, và nó có cái hành xả. Cho nên mình giữ được cái tâm của mình nó yên ổn, nó luôn luôn nó đạt được một cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thản trong tâm, thì sức khỏe chúng ta đó nó cũng giữ gìn được cái sự quân bình của nó. Như vậy là chúng ta đây được sống bình yên. Nhưng mà người trong cõi dục đó, thì cái người mà nhận ra được cái giá trị của một cái đời sống bình yên thì nó hơi ít. Còn cái người mà muốn cho cái đời sống mình sôi động á, nó là cái phần lớn. Nhất là càng trẻ thì càng muốn một cái đời sống sôi động. Nhưng mà khi
người ta đã đi vào cái xiếc đó trong nhiều năm tháng rồi, thì người ta thấy được tất cả những cái sự hiểm nghèo mà nó có thể làm thương tổn đến thân tâm người ta, cho nên người ta mong muốn một cái sự bình yên. Và khi người ta thấy được như vậy và người ta tổ chức cái đời sống hàng ngày của người ta nó được cái sự bình yên đó, thì có nghĩa là cái người đó đang sống trong pháp hiện. Và nếu cái đời sống này nó được duy trì như thế, càng lúc nó càng tốt đẹp hơn, thì chúng ta có thể nói được một cái câu là sống bình yên và ra đi cũng được bình yên. Và chữ bình yên này nó là không phải dễ gì có được sự bình yên. Thì như vậy cái đời sống nội tâm chúng ta nó bao gồm tâm thiện, tâm bất thiện. Đời sống nội tâm chúng ta bao gồm tâm và những cái trạng thái tâm. Thì những cái hoạt động thuộc về nội tâm này nó đi trên 6 cái con đường. Cái con đường thứ nhất là nó qua con đường của mắt thấy. Con đường thứ hai con đường của tai nghe. Con đường thứ ba con đường của mũi, ngửi. Và con đường của lưỡi để nếm. Và con đường của thân để xúc chạm. 5 con đường đó rất là cụ thể, đường nào nó ra đường đó. Nhưng mà cho đến cái hoạt động cho nó, cho đến cái đoạn chính yếu của nó thì vẫn là cái phần tạo tác, tức là Ravana. Cái phần cái tâm tác hành, hay còn gọi là tâm tạo tác, hay còn gọi là tâm tạo nghiệp, hay còn gọi là động tốc, còn gọi là động lực, vân vân, rất là nhiều tên gọi. Thì chúng ta lấy chung một cái chữ Ravana, chữ Pali này, thì nó có thể diễn tả hết toàn bộ, tùy theo cái mỗi một cái hoàn cảnh, từ theo mỗi một cái trường hợp mà những cái từ ngữ này nó xuất hiện để nó làm rõ nét trong những cái hoàn cảnh đó mà thôi. Thì chúng ta ghi nhận những cái tên gọi này, cũng như chúng ta ghi nhớ cái chữ Pali này, để khi mà chúng ta đọc sách thì chúng ta có thể hiểu rõ được hơn, để đi bằng con đường này. Thì vậy chúng ta đây đó thấy được cái con đường đi của cái tâm, nó đi qua đi lại cái chỗ này, thì chúng ta có thể đón nó để biết nó. Tức là chúng ta không thấy người đó là ai, nhưng ta biết người đó thường đi qua lại trên con đường này, thì chúng ta cứ đứng đó, chúng ta nhìn, chúng ta canh, chúng ta quan sát, thì chúng ta sẽ biết. Như vậy thì chúng ta sẽ biết gì? Chúng ta biết cái tâm của mình, chúng ta biết những cái trạng thái tâm của mình. Nghĩa là chúng ta biết được tánh khí của mình. Tánh khí thì nó chia làm hai. Nó là một cái loại tập khí tốt và một cái loại tập khí xấu. Tập khí xấu đây là bệnh của tâm. Tập khí xấu đây là tật nguyền của tâm. Nhiều người không tin có luân hồi. Nhưng chúng ta biết chuyện tin hay không là do phước báo của mình. Chúng ta không bàn cãi cái chuyện ai tin chứ không tin, và chúng ta cũng không đi thuyết phục để cho người khác tin, không làm cái chuyện hoài công đó. Nhưng mà nếu chúng ta để ý, chúng ta quan sát đó, thì chúng ta sẽ phải tin rằng có cái luân hồi. Quý vị ở trong nhà anh em với nhau, anh em cùng cha cùng mẹ với nhau, hoặc là mình có con mình sanh ra đó, mình sẽ thấy đó mỗi đứa nó khác biệt. Và có những cái đứa nó rất là nhỏ, nó còn nhỏ lắm, nhưng mà nó như là một cái người mà đã hiểu biết rất là nhiều. Nó nói có khi mình phải giật mình, và nó làm có khi mình phải suy nghĩ. Sư cô biết một cái con bé đó, nó chưa biết nói, nó khoảng 10 tháng tuổi thôi. Nhưng mà nó khi mà nó thấy mà trời mưa xuống nha, nó bắt đầu là nó ứ vậy đó, là nó biết mẹ nó biết rồi. Tức là ứ đó là đi lấy đồ đạc quần áo vô. Mà khi mẹ nó lấy quần áo vô thì mẹ nó mới bắt lên trên cái giường ngủ đó, thì nó cũng ứ. Nó ứ cho đến khi nào mà phải xếp một cái là nó cười, mà hả đứng dậy đi làm cái khác là nó ứ.
nó ướt cho đến khi nào á là xếp quần áo thôi. Còn khi nó bắt đầu nó đi lửng chững á, mà nó thấy cái nhà dơ á, là cái cây chổi là cao gấp đôi của nó là nó cũng lôi ra. Nó ngồi xuống, nó chỉ nắm được có một cái mấy cái cọng chổi đó thôi, mà nó chà tới chà lui vậy. Thì sau đó mẹ nó phải đi mua về sắm cho nó một cái cây chổi đó nhẹ nhỏ vậy nè, để cho nó thỏa thích trong cái chuyện dọn quét của nó. Đây là một cái tập khí tốt, nó đã hình thành trong cái nhiều kiếp sống rồi. Nên bây giờ nó nhỏ xíu như vậy đó, nhưng mà nó vẫn biết là đồ đem vô phải xếp lại, chứ không phải văng giải chài đó mà đi. Cái nhà dơ đó là phải quét, chứ không có thể nào mà đi qua đi lại thì như vậy được. Cho nên là nó ngồi xuống mà nó lôi có mấy cái cọng chổi, mình nó lôi tới lôi lui. Mẹ nó phải sắm cho nó cái chổi. Thành ra chúng ta cứ quan sát trẻ con, chúng ta quan sát cái người sống trong nhà thì chúng ta mới biết là mỗi người có cái tánh khí gì. Cái tánh khí này chính là những cái tập khí của mình. Khi mình nói tập khí có nghĩa là nó quân tập, nó rèn luyện từ nhiều đời nhiều kiếp ra, nó thành ra một cái thói quen, nó thành ra một cái khuynh hướng. Và giờ đây đó, khi mà cái dòng nghiệp của mình nó trôi chảy cho đến đây, nó ngưng lại, nó thành ra một cái kiếp sống này đó, thì cái tập khí nó nằm đây, nó là cái quả nghiệp, nó vừa là nghiệp vừa là quả nghiệp. Nghiệp là nó do cái thói quen, còn cái quả nghiệp á là nó hình thành nên cái tánh khí, hay là còn gọi là tâm tánh của mình, hình thành cái tánh khí đó. Thì nó có cái tốt và cái xấu. Thì như vậy khi mà các căn của chúng ta mà tiếp xúc với các trần, thì những cái nó thuộc về cái tánh khí này, những cái tập khí này nó sẽ lộ diện. Quý vị thấy có những cái đứa nhỏ đó, nhỏ xíu thôi, 3 tuổi thôi, nói được chút chút thôi, nhưng mà khi nó đói á là nó hét lên, hét lên là ăn. Mà chậm trễ thì nó khóc, nó khóc đến nỗi nó nhắm hai con mắt, nó ngất người lên. Nhưng mà chỉ cần bưng cái chén cơm lại để cho nó là nó nước mắt nó còn chảy về, mà cái miệng nó cười là nó múc à, múc à, múc à. Là nó không có kiềm chế được, nó không có làm chủ được cái cơn đói của nó. Và khi những cái đứa trẻ này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng một là do cái sức khỏe của nó tốt, cho nên cái nhu cầu về ăn uống của nó rất là mạnh. Nhưng mà nói về cái tánh khí thì nó không phải mang đi từ cái kiếp này, không phải kiếp này nó mới xuất đầu lộ diện đây, mà nhiều kiếp này nó gọi là phàm ăn phàm uống, nó chưa có làm chủ được, chưa có rèn luyện được. Quý vị xem những cái sách hoặc những cái phim mà người ta nói về những cái quý bà, quý phu nhân trong cái giới quý tộc đó, thì ngay từ nhỏ đó, cái giáo dục về cái chuyện ăn và uống để làm chủ cái ăn và uống của mình đó, là đứng đầu trong cái giáo dục. Bởi vì cái phàm ăn phàm uống này nè, nó không phải là cái cốt cách của một cái quý bà, quý phu nhân, cho phải kiềm chế lại. Cho nên trước khi mà đi đến tiệc tùng thì phải giải quyết cái tánh phàm ăn phàm uống mình trước, để tới đó còn giữ được cái tư cách của quý bà, quý phu nhân. Cho nên những cái này đó là nó sẽ lộ diện ra, và chính chúng ta đây đó sẽ tự kiểm soát lại. Nó đi bằng 5 cái con đường đó. 5 con đường này là 5 con đường dễ thấy nhất, dễ phát hiện ra cái tánh khí của mình nhiều nhất, dễ thấy rõ tập khí tốt và tập khí xấu của mình nhiều nhất. Còn cái lộ ý thì nó khó hơn, bởi vì nó chìm sâu bên trong, nó dai dẳng ở bên trong. Nhưng mà nếu chúng ta chịu ý, chịu khó, chúng ta để ý nó, chúng ta quan sát nó, thì chúng ta vẫn thấy nó như thường. Nhưng mà khi nó lộ ra rất là thô ở đây mình không biết. Lộ ra thô thì không biết. Cho nên thường là khi người ta tiếp nhận một cái người đến làm việc cho người ta, thì người ta có nhiều cách để người ta tiếp xúc với những người này. Người ta tạo điều kiện cho 5 cái
ngũ căn này nó có điều kiện để nó phát sinh lộ liễu mà người ta có thể thấy. Vậy nó đi bằng con đường đó làm sao không thấy tâm được? Nó đi qua cái con đường này, mắt thấy thì sao, tai nghe thì sao, mũi thấy thì sao, lưỡi thấy thì sao? Cho nên quý vị thấy này, cái người nam khi ta đi chinh phục người nữ đó, thì thứ nhất á, ta chinh phục bằng mắt nè, bằng mắt nè. Bây giờ mình chưa nói cái bản thân của người này, mình chưa nói, dĩ nhiên bản thân người này phải xuất hiện với cái đối tượng đó, làm sao cho nó đầy đủ sự quyến rũ, người nam cũng như người nữ vậy. Nhưng mà cái mắt này đó, nếu mà người ta dẫn cái người bạn này đi phố mà con mắt mình thấy nó quyến vô cái gì á, thì đây là cái món quà sẽ đem tới đầu tiên, để cho mà đây là cái cầu nối để mà người này bước lên cái món quà đó mà đi về phía mình. Để bằng con mắt. Tai thích cái gì, thích nghe nói cái gì, thích nghe loại âm nhạc nào, muốn cái gì, người này thích đi nghe nhạc gì, muốn đi xem cái gì, nói gì đó, thì người này sẽ làm thỏa mãn cái này để bắt cầu thứ hai tiến về phía mình, chứ không có tiến về mấy cái đối tượng kia. Cái thứ ba, mũi đó, thì quý vị thấy người ta tặng nước hoa cho nhau, tặng áo, tặng quần này, tặng nước hoa này. Rồi bây giờ á, là thực phẩm ăn uống, dẫn đi tới chỗ ăn và tới chỗ uống. Rồi cái chỗ này là cái chỗ mà sau khi người ta đã thỏa mãn về vấn đề ăn và đặc biệt về uống, thì cái uống này mà gài độ để rơi, nó bắt cái cầu đi qua, thì nó phải tới cái phần cuối cùng là thân xúc chạm. Bởi vì nó đã lộ liễu ra, đây là một cái tập khí có khuynh hướng hưởng thụ mạnh. Người ta đi bằng con đường đó là sao? Biết bao nhiêu người xinh đẹp, có khi cũng rất là giỏi nha, nhưng người ta đi vào cái khuynh hướng đó, thì có những người đó người ta lót thảm đi rồi đó. Và cuối cùng là bại hoại một cái đời sống của mình, hối không còn kịp vậy đó. Và đừng nhầm lẫn ở cái chỗ này, khi mà các căn này đó nó được thỏa mãn, có nghĩa là nơi cái động tốc này là cái tâm tham thọ hỷ nó phát sanh liên tục, thì như vậy pháp bất thiện trong cái tập khí của mình á là được nuôi dưỡng lớn lên, nhưng mình không thấy tai họa, không thấy cái tai họa. Rồi khi mà mình lăn vào cái con đường đó thì mình không có nghĩ tới cái hậu quả của nó. Khi mà chấm dứt những cái chuyện đó thì nó sẽ để lại trong cái tâm tính của mình á, trong những cái cảm xúc của mình á, nó là cái gì ở đây? Nó để lại những cái vết mà nó không phai được. Nó giống như những cái vết thương mà nó không có thể lành máu được. Cho nên cuối cùng có những người, người ta làm những cái việc mà bản thân của người ta sẽ hối hận suốt cả một cái đường đời. Có nghĩa là cái vết thương này nó không có lành được và nó rỉ máu như thế. Và ta đã nói là tôi đã trải qua một cái thời trẻ nông nổi bồng bột và võ đoán, cho nên tôi ôm cái nỗi mà coi như ân hận này không có nguôi được. Bởi vì nó làm giàu lên cái tập khí này, là cái pháp thiện không có phát sanh được. Cho nên kiểm soát năm cái con đường này để mà thấy cái tập khí của mình, thấy cái tánh ý của mình, và thấy luôn cả cái dòng nghiệp nó trôi chảy từ trong vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay. Dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện, tập khí tốt và tập khí xấu,
trôi chảy trong cái đời sống tâm linh của chúng ta suốt từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Và ngay trong cái kiếp sống này nó vẫn còn in hình đây. Và trong cái đời này đó, chúng ta làm tăng trưởng cái phần mà thuộc về những cái tập khí xấu này hay là những cái tập khí tốt, thì chúng ta thấy hai cái mũi tên này nó dẫn cái đời sống tâm linh của chúng ta đi vào hai con đường khác nha. Đây là con đường tiến hóa về tâm linh, và đây là con đường thoái đọa về mặt tâm linh. Và đây, con đường này là con đường của sự thỏa mãn hỷ lạc trong hưởng thụ, mà nó gọi là tham thọ hỷ mà thôi. Thì cái con đường này là cái con đường của sự thỏa mãn, và con đường này là con đường của an vui. Hai cái đó khác nhau, không có giống nhau. Hoàn toàn không có giống nhau. Và khi chúng ta đọc sách, chúng ta nói rằng cái người này đó bị ma vương khống chế. Nói cho vui vậy thôi chứ có ma vương nào đâu. Nên bây giờ một người, người ta nghiện rượu, dẫu người ta biết cái hậu quả của nó và người ta thấy rõ cái hậu quả của nó, thấy rõ hậu quả đó nơi mình và nơi những người bạn nhậu của mình. Nơi mình á, là sau khi uống say xong rồi đó, thấy nó ngày ngập, nó khó chịu, có khi nó nhức đầu, có khi ly bì 2-3 ngày sau nó không có, cái đầu óc nó lù mù, cái người thì nó mỏi mệt. Thấy rõ là mình thấy rõ người khác là nhập viện, thấy rõ người khác thì chết rồi, vì uống nhiều quá chết rồi. Thấy rõ, biết rõ như vậy. Nhưng mà khi mà vào cái bàn để uống rượu rồi đó thì không có ngưng lại. Người ta cứ thế mà người ta tăng cường lên, tăng hoài lên. Sao cứ tăng hoài lên vậy? Đâu có ngu. Nhưng mà ta chìm đắm á trong cái hỷ lạc. Mà cái hỷ lạc này á, nó thuộc về cái bất thiện pháp. Cái người ngoài cuộc á, cái người ở bên ngoài đó, do cái phước của người ta là nó được sáng suốt đây, cho người ta nhìn thấy, người ta hỏi rượu nó cay, nó nồng, nó khó chịu như vậy, có cái gì đâu mà phải uống, tôi đụng vô tôi chịu không nổi. Mà biết tại sao người ta si mê, người ta uống đó là gì? Thưa quý vị, cái chất men đó nó làm cho kích thích cái hỷ lạc thuộc về tâm tham thọ hỷ hoặc tà vô trợ đây. Nó thuộc về danh pháp, nó không thuộc về sắc pháp, nhưng mà nó kích thích cái hệ thần kinh, nó làm cho hưng phấn cái hệ thần kinh, và nó tạo một cái cảm giác hỷ lạc này. Và hỷ lạc này thuộc về tâm, mặc dù nó diễn ra trên thân nhưng mà nó thuộc về tâm, nó ghi cái dấu ấn của tâm, nó nằm trong tâm. Và như vậy đây, cái người này nạp mình làm nô lệ cho những cảm thọ này. Và những cái cảm thọ này khi nó chiếm một cái vai trò thống lĩnh thì ta gọi nó là ma vương. Và ma vương ở trong tâm của mình, thì chính mình nạp mạng cho những cảm thọ này. Vì thấy mấy cái người trẻ trẻ không? Đua xe. Đua xe là thưởng thức những cái cảm thọ hỷ lạc. Những cảm thọ này nó thuộc về tốc độ, nó thuộc về cái tiếng gầm rú. Và chắc chắn những cái cảm thọ này nó không phải là cảm thọ của con người. Mà cái cảm thọ này nó đi từ trong tiền kiếp cho tới bây giờ, thì chúng ta sẽ thấy cái tiếng gầm rú kinh khủng nhất nó là cái gì. Nó sống lại như một cái con thú hoang dã, bây giờ nó rùng mình một cái là nó trở lại nguyên vẹn. Những cái cuồng bạo của nó, những cái thô ác của nó xuất hiện. Và để cho đó, cái cuồng bạo, cái thô ác, cái hoang dã nó được bóc trần lên đến hết mức đó, thì bây giờ đó bịt mắt lại, cắt cái dây thắng,
Vậy là chạy với một cái tốc độ là coi như không còn có cái gì để có thể kìm hãm nữa. Mà chỉ để làm gì? Đáp ứng cái cảm thọ này. Và cái giá để trả thì chúng ta đã nhìn thấy. Và nãy sư cô có nói là người tài xế còn mua được cái xe của mình trở lại như ý muốn, nhưng những người này đó thực hiện cái ý muốn của mình xong rồi đó, không mua lại một cái sắc thân như cũ được. Mà tất cả những cái việc làm này nó sẽ tạo một cái quả tương ưng với lại cái ước muốn rồ dài này. Và nó sẽ đi trong nhiều đời, nhiều kiếp đó, nó theo cái sự thô tháo đó, nó theo cái sự thô bạo đó, nó theo sự quan giả đó, mà nó hình thành từng cái cấp độ trong cái sự luân hồi của nó. Cho nên trong mọi lĩnh vực chúng ta hãy kiểm soát. Mắt mình ưa nhìn cái gì, tai mình ưa nghe cái gì, mũi mình ưa ngửi cái gì, lưỡi mình ưa nếm cái gì, mà nó đem lại một cái trạng thái tâm mà chúng ta cảm thấy lạc hỷ, thì xin hỏi với mình, xin quan sát nơi mình, lạc hỷ này thuộc về thiện hay bất thiện, để chúng ta biết cái trạng thái tâm hưng phấn đang khởi lên tạo tác trong tâm của chúng ta đây, nó là thuộc về thiện hỷ hay nó thuộc về tham hỷ, thì chúng ta đây phải quan sát. Vì chúng ta là cái người tài xế lái xe trong đêm, con mắt của chúng ta tinh tường thì chúng ta tránh được những cái vật cản, con mắt chúng ta tinh tường thì chúng ta không nhầm lẫn cái dũng nước đó với cái nền xi măng, chúng ta không có nhầm lẫn rằng cái chỗ mà nó thấp thoáng cái ánh sáng đây á là cái con đường đi mà không phải là cái miệng của hố thẩm. Thì cái đó là cái tinh tế của người tài xế. Và chúng ta cũng vậy, cái rèn luyện làm cho cái tinh tế để chúng ta thấy sâu thẳm trong cái đời sống nội tâm, trong những cái cảm xúc mà khởi lên trong tâm chúng ta đây, nó hai cái đó đó, nó chỉ cần chúng ta tinh tế thì chúng ta nhận ra. Mà chúng ta nhận ra được thì chúng ta ở đây đi đúng đường, chúng ta đi con đường tiến hóa. Chúng ta nhận không được thì chúng ta phải đi vào cái con đường lầy lội, cái con đường hiểm nguy, cái con đường mà chúng ta phải trả giá bằng cái chiếc xe, bằng cả cái sinh mạng của người tài xế. Cho nên chúng ta học hiểu để rồi tự một mình sẽ tự nhiều lần mình sẽ thấy. Là bởi vì nó hoạt động thường xuyên, từ kiếp này qua kiếp đó. Ngay cả mình thành Phật mà mình còn ở trong thế gian thì nó cũng vẫn hoạt động theo cái quy luật của nó thôi. Nó nằm trong chỗ đó, không có thể khác hơn được. Chỉ cái là mình chưa nhìn ra thì mình cố gắng mình nhìn ra ngày một chút, mình phân biệt lần lần, mình hiểu biết lần lần. Thì như vậy mình đây người tài xế giỏi cho cuộc đời của mình. Không có ai làm tài xế cho mình được cả. Những người tài xế này có thể nói với nhau về kinh nghiệm đường trường, nhưng không có ai mà lái thế cái xe cho người khác được cả. Và chúng ta cũng không giao cho ai cả. Nhưng mà trong cái đời sống thế gian này đó, người ta thích giao cái xe của mình cho người khác lái. Cho nên là từ cái mà mình gọi là cái hỷ lạc trong đời sống cho đến cái chỗ mà mình đó thay đổi cái tập khí xấu thành cái tốt đó, thì bao giờ mình cũng tùy thuộc vào người khác cả. Mình mới nói vậy, tôi sống với cái người đó mà người đó đối xử tôi vậy mà biểu tôi không đau khổ, nghĩa là sao mà nói tôi không đau khổ? Là bởi vì mình gọi là cái nhà của mình đó, mà mình đưa cái chìa khóa cho người ta, hãy ta mở cửa thì mình được đi ra đi vô, người ta đóng cửa phải chết. Tức là đối xử tốt á thì có nghĩa là người ta mở cửa mình đi ra đi vô, mà người ta chơi người ta khóa lại một cái là mình ngồi trong khóc không. Như vậy mình có phải người chủ nhà không, hay chính mình là giao phó cái cuộc đời của mình cho người khác? Nhưng mà quái quầm thai trên cái thế gian này đó,
người ta lại thích thú đóng cái vai trò là giao cái chìa khóa nhà cho mình cho người khác, và để cho người ta toàn quyền mở cửa và đóng cửa cuộc đời của mình. Cho nên nếu người ta tốt á thì mình đây là hoan hỷ vô cùng, mà người ta đối xử xấu mình cũng đau khổ khôn cùng, mất cái chủ quyền trên lãnh thổ của mình rồi. Vậy mà biểu có cái hạnh phúc và an vui thì đó là cái chuyện đáng ngờ vượt lắm. Hãy xem lại đi, lúc nào mình cũng tùy thuộc. Rồi mình nói vậy, bây giờ tôi thì tôi muốn làm tốt chứ, tôi muốn thay đổi, mà tôi làm tốt mà người ta không có thay đổi, làm sao tôi làm tốt được? Ít ra phải hai người cùng sửa đổi hết mới được, sao mà hai người cùng sửa đổi được? Cái người phải sửa đổi là mình. Mình không làm lúc nào mình cũng tùy thuộc thôi. Cái gì thấy mình quá sai. Bởi vì sao? Vì mình đứng không vững, lúc nào cũng rung lắc. Mình chờ một cái niêm, mình bám vào đây, rồi mình tựa luôn vào cái niêm này, mình hỏng cái chân mình vậy nè, cho nó dập xuống là mình chịu dập xuống, mà nó bước mình lên trời mới chịu lên trời. Kể từ đấy mình làm thân nô lệ. Hạnh phúc hay đau khổ đều là giao phó cuộc đời của mình cho kẻ khác. Như vậy chúng ta ngẫm lại, chúng ta có sự sáng suốt hay không thì mình tự trả lời với mình. Chúng ta thích vậy thì sao? Cho nên phải kiểm tra lại sở thích của mình. Thích ai thì giao hết cái đời mình cho người đó, và coi như cái cách đó, cái tình cảm đó giống như một thánh nữ tử về đạo, đặt hết một cái niềm tin, cái sự trong sạch và sự trong sáng trong tâm mình, mà mình ngỡ rằng đó là thánh thiện nhất, cho nên thánh nữ này để trong ngoặc kép. Không dè rằng đây là ngu nữ, không phải một thánh nữ. Nên xem lại đi, xem lại trong cái đời sống nó là như thế đó. Cho nên phải kiểm tra, phải kiểm soát, phải làm chủ cái đời sống của mình. Và nhớ rằng đó là chúng ta đi bên cạnh nha. Hãy nhớ rằng chúng ta đây đó, mỗi người một cái vai diễn, để nó thành ra một cái vở kịch đời trên sân khấu. Mà cái vai diễn nào nó ra cái vai diễn đó. Không phải chỉ có kép chính, đạo chính á mới thể hiện được hết vai trò của mình, mà mình đóng một cái phần phụ nào trong cuộc đời đó, nó cũng đều thể hiện hết cái vai trò của mình. Nghĩa là nó bộc lộ hết cái tánh khí của mình. Và như vậy mình đây đó giúp cho mình hiển lộ cái tập khí tốt hay hiển lộ cái tập khí xấu là quyền quyết định của mình. Nhớ như vậy. Và chúng ta đây đó sống hết lòng vì mình, hết dạ vì mình, nằm ở cái chỗ đó, là bất cứ vai diễn nào chúng ta cũng hiển lộ cái tốt của mình. Nhưng mà con người ta đó là sống vong thân, cho nên hiển lộ cái tốt, hiển lộ cái đẹp của mình để dâng hiến cho cái người mình đã giao cái chìa khóa. Thì chỉ khi nào đó cái người đó đó mà tiếp nhận cái đó thì mình mới hạnh phúc. Trong khi đích thực cái niềm hạnh phúc đó là khi chúng ta hiển lộ được cái phần tốt đẹp này. Đó là cái nguồn hạnh phúc vô tận từ trong tâm chúng ta đã tuôn chảy ra. Và chúng ta đây tắm mình trong một cái ao nước an vui hạnh phúc đó, nhưng chúng ta đây không chịu, vì chúng ta sống vong thân, cho nên là chúng ta phải giao hết cuộc đời cho mình người khác. Và khi mình muốn tỏa ra tất cả những điều tốt đẹp cho dân người ta mà người ta không chấp nhận, vẫn buồn. Người ta sử dụng rồi, người ta chà đạp, thì mình đây đau khổ không nguôi. Mình muốn gì? Mình muốn rằng hôm nay mình có một cái thức ăn này, mình đã
nấu nướng ngon lành tử tế mình đem đưa đó, thì mình phải muốn nhìn người ta nhìn thấy ăn ngon lành và người ta khen nức nở thì mình đây rất là hài lòng đấy. Còn khi nào người ta không tiếp nhận, hoặc người ta tiếp nhận hững hờ, hoặc người ta tiếp nhận người ta ăn xong rồi người ta nói nuốt không có vô, thì mình buồn không thể chịu được. Vì vậy tất cả cái niềm vui của mình nó nằm ở cái quyết định của người khác. Trong khi đích thực cái hạnh phúc của mình đó, là khi mình chuẩn bị nấu, đến khi mình nấu được cái thức ăn đó rồi, đến khi mình đem đến cho người ta, thì đây là cái nguồn hạnh phúc. Tới đây là đủ rồi. Mình nối dài cái con đường đó, khi mình tới cái chỗ đó, cái chìa khóa trong tay mình, để mình còn tiếp tục làm những cái thứ khác cho những người khác nữa, mình là không chịu. Mình nối dài cái phần đó là để cái bát thức ăn xuống rồi đưa luôn cái chìa khóa cuộc đời của mình cho người ta. Và từ đó mới đau khổ, từ đó mới đắng cay, mới mặn nhạt. Nhưng không thấy nữa. Ta tiếp tục. Và chưa đâu, chìa khóa nó có chìa khóa cái cửa chính nè, nó có cửa chìa khóa hông nữa, nó còn cửa chìa khóa sau nữa chứ, mà không biết giữ cái chìa nào hết. Đưa cho người này chìa này thì đưa người này chìa này, đưa người này chìa này. Chìa này giao cho người hôn phối, chìa này giao cho con trai, chìa này giao cho con gái. Rồi chưa nữa, cái chỗ mà cái cây cạy cửa nó vô được thì chia cho bạn bè, có khi lại chìa cho lý tưởng nữa chứ. Chúng ta sống dông thân, chúng ta giao hết cái quyền quyết định cho tất cả những người xung quanh, và chúng ta chờ đợi nơi đó để ăn mài một chút cảm xúc, mà chúng ta không nhận ra cái thân phận ăn mài và nô lệ của mình. Vậy làm sao chúng ta tiến hóa tâm linh? Chúng ta có mặt trong cuộc đời này để hoàn thiện một kiếp sống, không phải để hoàn thiện cái sở thích của kẻ khác, không phải để đáp ứng cái sự ưa thích của kẻ khác, mà nó hoàn thiện cái phần tập khí tốt của chúng ta được phát triển lên. Mỗi kiếp sống, lý tưởng của đời ta đều là như thế cả. Hạnh phúc của chúng ta đích thực nằm ở nơi chốn này, nhưng chúng ta đã sống bằng triết lý vong thân, và chúng ta chưa có xem xét lại, hoặc có khi chúng ta xem xét lại nhưng mà chúng ta cũng không tin hoàn toàn. Chúng ta có một cái cảm giác bơ vơ và sợ hãi khi người ta trả lại cái chìa khóa này thì đời ta trống vắng, ta phải tìm người để trao cái chìa khóa lần nữa và lần nữa, cho đến khi lụng bại cả cuộc đời cũng chưa nghĩ tới chuyện lấy cái chìa khóa trở lại cho mình. Chưa đâu, vẫn còn bám, vẫn còn víu. Và như vậy đây, chúng ta bám vào bất cứ một cái điểm tựa nào thì chúng ta nhớ nha, thì chúng ta mà buông ra khỏi cái bàn tay này nó lỡ lối rồi. Khổ đau nó đã ăn sâu vào trong lòng của mình rồi, giải được không? Cho nên chưa chắc đã đủ can đảm để lấy lại cái chìa khóa của đời này. Tỉnh táo thì sáng suốt, thì nhìn thấy rõ cái điều này. Ngày nào mình chưa nhìn thấy rõ đó thì giống như mình lái xe mà cái xe mình nó không có đèn. Cái ông tài xế trước ông chạy sao thì mình chạy vậy, đến khi ông thắng gấp ghê đó thì mình đụng vô cái đó cái rầm là cái xe mình hư rồi. Bởi mình không có thấy đường mà mình dùng cái đèn của cái người khác, thì cái đèn đó khi nào nó cho, nó không cho là quyền của nó, thì mình đây cứ tâm tối suốt đời. Suy nghĩ kỹ lại, để hàng ngày chúng ta đây đó, trên năm cái con đường đó chúng ta soi sáng trong,
Và đây như vậy, nó chính là cái lỗ ngủ. Còn một cái lỗ nữa là cái lỗ sâu xa hơn đó là lỗ ý. Nó nằm trong ý căn. Và nó mở cửa cái ý môn này. Và cái ý môn này nó là cái hộ kiếp. Hộ kiếp nằm đây. Nó đi hết trong cuộc sống. Vậy đó, nó trực tiếp. Lỗ ý này nó nối với tiền kiếp cực kỳ nhanh. Nó nhanh hơn 5 cái phần trên. 5 phần trên đây chậm hơn, 5 phần trên đây nối rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ sang tới cái phần đó, là cái lỗ ý này nối tiếp với cái lỗ ngủ. Nó hoạt động ra sao thì chúng ta sẽ thấy đó, hai cái này nó có mối quan hệ ra sao trong cái hoạt động của nội tâm của chúng ta. Và như lần chúng ta học về sắc pháp á, thì chúng ta phải hiểu rằng năm cái căn này là từ cái phù trần căn cho đến tịnh sắc căn, tức là từ các cái cơ quan về mắt tai mũi lưỡi thân cho đến cái phần hệ thần kinh điều khiển của nó, không bao giờ là sự tình cờ mà nó là cái quả của nghiệp. Quả của tất cả những cái dòng nghiệp này nè, in hình này. Cho nên chúng ta khác nhau, anh chị em ruột cũng khác nhau. Anh chị em song sanh cùng trứng cũng khác nhau, vì nghiệp khác nhau. Các căn thuộc về sắc pháp này khác nhau. Và như vậy thì cái dòng nghiệp trôi chảy trong tâm của mỗi người nó cũng khác nhau. Thì cái lỗ ý này nó khởi sanh. Và khi mà học về cái lỗ ý khởi sanh á, thì chúng ta có nói rằng cái lỗ ý khởi sanh cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Thì cái này đã về cái nguyên lý học của nó thì nó chỉ là những cái bài mang tính chất giáo khoa chúng ta thuộc rất rõ. Nhưng mà chúng ta hiểu bốn cái này để làm gì? Hiểu bốn cái này để gì? Cái khi mà chúng ta không có quen nhìn vào trong cái tâm chúng ta để thấy cái tâm chúng ta thì bao giờ cũng nó gợn lên một chút thôi, nó có thoáng thấy thôi, rồi thấy thêm được chút xíu nữa thôi. Nhưng mà chỉ khi nào rèn luyện thì chúng ta mới làm cho cảnh càng lúc càng rõ ra, tất cả những này càng lúc càng rõ ra. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả những cái hoạt động này nó cứ lặp đi lặp lại rồi. Nó qua đi rồi nó sẽ lặp lại, mặc dù nó có khác nhau nhưng vẫn lặp lại. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói này, đây là cái ngọn đèn cày đầu tiên, khi chúng ta mồi qua cái ngọn đèn thứ hai thì đây là hai cái đèn, thì nhìn vô là vẫn hai cây đèn cày, vẫn là hai cái ngọn lửa, nhưng mà hai cây nó không giống hẳn nhau. Rồi chúng ta mồi sang cái thứ ba, nó cũng là cây đèn cày, nó cũng vậy nhưng mà nó khác nha. Nhưng những điểm chung nhất của nó vẫn có. Bởi vì đây là ngọn đèn dầu, đèn mà đèn cày không phải đèn dầu. Mà đèn cày đỏ, không phải đèn cày trắng, không phải đèn điện, khác nhau. Vì vậy trong tâm chúng ta khi nó lặp lại đó, thì cái này nó đi qua rồi, cái mới nó phát sanh, nhưng nó chở theo cái cũ. Và như vậy nó sẽ đi vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được. Nhờ cái sự lặp đi lặp lại. Cho nên chúng ta càng chịu khó xem thì nó càng lúc nó sẽ rõ dần ra, cho đến khi nó cực rõ. Và khi nó cực rõ thì cái người tài xế này đó không nhầm lẫn. Thành ra cái tu tập của chúng ta là chúng ta rèn luyện cái sự thấy biết về tâm mình, thấy biết về tập khí này nè, để chúng ta không mơ hồ về tất cả những gì xảy ra trong tâm. Chúng ta không che khuất nó lại mà chúng ta làm cho nó rõ, càng lúc nó rõ hơn. Thì rõ hơn thì chúng ta xử lý theo rõ hơn. Vậy thôi. Và cái con đường mà để thắp sáng cái sự hiểu biết này là chúng ta lặp lại cái công thức trí văn, trí tư và trí thức, ba cái đó. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy tất cả những cái lỗ này nha, những cái lỗ mà nó phân ra gọi là lỗ ngủ và lỗ ý nè, thì nó lại xuất hiện qua ba cái cửa mà chúng ta đã biết hết rồi.
Cái cửa thứ nhất á là nó thuộc về ý, cái cửa thứ hai thuộc về khẩu, và cái cửa thứ ba thuộc về thân. Cho nên gọi là ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp và thân hành nghiệp. Tất cả những này nó đi qua ba cái. Thì nó nhập chung lại thì nó đưa ra bằng ý, nó đưa ra bằng khẩu và nó đưa ra bằng thân. Thân hành nghiệp, khẩu hành nghiệp, ý hành nghiệp. Nhớ như vậy để chúng ta biết cái con đường mà chúng ta đi có thể kiểm soát. Còn những cái này thì chúng ta học, chúng ta biết để chúng ta so sánh, chúng ta thấy lại sự tái lập của nó, sự con đường của nó. Tất cả những cái này là nó có cái, nó gọi là nó có một cái quy trình của nó, và nó có cái luật lệ của nó. Chứ không phải chúng ta đây đó là muốn thay đổi những cái hoạt động của cái dòng tâm thức này nè. Không phải chúng ta muốn sửa đổi là được. Và khi nói nó là cái luật, nó cái quy trình thuộc về luật đó, thì nó áp dụng cho tất cả những chúng sinh có ngũ uẩn đầy đủ. Những chúng sinh có đầy đủ lục căn, có đầy đủ ngũ uẩn, nó áp dụng cái này hết, nó luân hồi. Và đây một lần nữa cái chỗ này đó, tại sao trong cái đạo Phật á nói rằng cái nghiệp sát nó không nằm ở cái chỗ chúng ta sát hại đồng loại, mà chúng ta sát hại bất cứ một cái chúng sinh nào trong 31 cõi này cũng đều là nghiệp sát hết. Trong khi luật pháp quốc gia thì nói rằng cái việc sát hại cái đồng loại với nhau là tội nặng nhất. Còn cái thắc sát hại cái con vật đó thì có khi cấp giấy phép cho sát hại. Ví dụ những lò súc sanh có cấp giấy phép cho sát hại. Thì bây giờ nè, con người cũng được cấp giấy phép để giết. Đó là những cái bệnh viện phụ sản được phá thai công khai, đó là cấp giấy phép cho nghiệp sát. Thành ra giữa cái luật pháp quốc gia và giữa cái luật về tâm linh không giống nhau. Và đừng tưởng rằng cái gì luật pháp quốc gia cho phép thì nó đều là luật về tâm linh. Có những cái nó trùng hợp, có những cái nó không trùng hợp. Thì luật pháp quốc gia không cho phép những đứa con ngược đãi cha mẹ, thì cái điều đó nó hợp với lại tâm linh. Nhưng mà cái chuyện cấp giấy phép để tạo nên cái nghiệp sát thì không được. Và chúng ta đi coi thường tất cả những cái sinh mạng của những chúng sinh không phải là con người. Cho nên người ta mới bắt nhốt những cái vong linh và điều khiển những cái vong linh đó làm những cái chuyện mà người ta có thể che giấu được luật pháp. Và điều này về mặt tâm linh không được phép. Và khi phạm vào đó là phạm tội. Nhưng ta thích. Sư cô đi ra nước ngoài đến cái vùng người Việt ở đông, người ta có những cái tờ bướm, cái tờ rơi, và người ta nói là ta có một cái văn phòng có thể thực hiện được cái điều đó. Muốn bán nhiều khách phải không? Được. Thì có những cái người vô hình đó, người ta sẽ dẫn những cái khách tới quán đó. Làm được chứ. Nhưng cái giá phải trả thì sao? Giá phải trả thì sao? Nói đi. Được đấy, trả giá đó. Người ta đang bắt. Cũng như nhà nước nói rằng, nhà nước nói không được bắt con nít lao động, nhà nước nói phải tôn trọng tử thi. Đó là cái luật pháp trên toàn thế giới này. Không chấp nhận con nít lao động, lao động để mà mưu sinh 8 tiếng đồng hồ như con người, như người lớn lao động. Không cho phép cái điều. Nhưng tại sao mình em bắt những người trong cảnh giới khác làm cái chuyện trái ý muốn người ta, mà mình đây dùng tiền để mua những thứ đó
có cộng nghiệp xấu không, trả lời đi. Cho nên 31 cõi này vẫn hiện diện trong đời sống chúng ta, và cái dòng hoạt động của tâm linh người ta vẫn đi theo cái quy luật. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa ra những cái gì chúng ta gieo ác nghiệp cho những chúng sinh khác phải chịu đau khổ như vậy, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đứng vào đúng cái vị trí đó để chúng ta cảm nhận. Vì cái luồng tâm thức này nó trôi chảy thành cái dòng nghiệp, và nó đến một cái đoạn trong cái chỗ nào đó thì nó mang cái hình hài khác nhau, nhưng nó đi bằng cái dòng nghiệp này. Chúng ta phải nhận cho ra. Tại sao chúng ta có thể dạy một cái con chim nói tiếng người? Chào khách, chào khách, chào khách. Mời ăn, mời ăn. Những con sáo đều có thể nói gì được. Mô Phật, nó vẫn có thể nói được. Chứ vậy gì? Nó có khả năng ghi nhận, nó có khả năng ghi nhận, ghi nhớ. Nó có khả năng tái tạo lại. Vì nó làm như đó bằng gì? Đầu tiên á, cái hoạt động về tai của nó đã có thể nghe được, mắt của nó đã có thể thấy được, và như vậy nó đi vào con đường này đây, cái tâm động tốc của nó đây, nó tiếp nhận được đây, và như vậy nó có cái khả năng tái tạo lại. Như vậy nó nằm trong cái lộ ý này đây, nó đi đầy đủ hết một cái hoạt động. Như là chúng ta nghiên cứu về con người, chúng ta nuôi con mèo, chúng ta nuôi con chó, ngay cả con bò, con ngựa. Quý vị đã từng thấy một cái người cụt hai cái chân, người ta nuôi một cái con trâu, mà mình thấy cái cảnh đó là mình không xúc động, không có diễn tả được. Chứ khi mà bắt cái ách cài và cho cái con trâu đó thì ông này cũng đâu có thể làm được, mà nó biến chùi của mình nó thấp xuống như thế này để người ta bắt cả. Một cái con chó mà nó kéo xe cho một cái người 75 tuổi đã nuôi nó và chung sống với nó cô độc. Và bà nói này, bây giờ mình làm chung, mình sống chung, mình ăn chung với nhau. Hồi tao còn khỏe mạnh, tao làm nổi thì mày chỉ đi theo tao thôi. Còn bây giờ tao khuân, tao giác hết nổi rồi, bây giờ tao bắt buộc phải để cái xe trên lưng mày, mày kéo. Mà mày dòm coi đây, mỗi bữa đó thì mua về đó thì mày ăn nhiều hơn tao, mày thấy không? Cho nên ráng làm con, ráng làm đừng buồn con. Bây giờ bà để ăn có chút xíu à, đó mà đồ ăn đó bà mua cho con đó, con thấy không? Cho nên đừng buồn con. Và như vậy bà thì một cái chiếc xe đạp có khi đi bộ, còn nó thì nó cái xe con chó nó kéo, nó rất là vui vẻ, mắt nó long lanh, nó cứ chạy vui vẻ, nó chạy. Vậy có phải hai người bạn không? Và đây có phải là tình thân thương không? Tại sao chúng ta giết nó không thương? Tại chúng ta đối xử nó và chúng ta coi nó là loài súc sanh. Rồi ta đây sẽ nếm trải đời súc sanh để biết rằng, như Phật nói, đó là hạng người khổ, hay thật sự là những cái súc sanh đáng cho chúng ta đây đó hủy hoại không thương tiếc. Thì hãy nhìn cho ra, nhìn cho ra để thấy rằng là các căn này có đủ đây, tâm ý có đủ đây, ngũ uẩn này, lục căn này là một hạng người. Và Đức Phật gọi đây là hạng người khổ. Người ta đã khổ, mình còn muốn người ta khổ hơn. Vậy chúng ta đây là cái hạng người mà có cái tâm thiện đây, có cái lòng từ bi đây, chúng ta giấu nó ở đâu rồi? Chúng ta cất nó ở đâu rồi? Chúng ta giấu nó đằng sau cái cặp mắt của tà kiến, của sự hiểu sai. Cho nên đây chúng ta không có hiển lộ được cái tốt đẹp của một con người.
Cho nên chúng ta có phước làm người, chúng ta đừng đeo cái cặp mắt tà kiến mà, đừng cái che cái tâm tối, để cho mình có thể đó thương được những cái chúng sinh khác, thông cảm những chúng sinh khác. Khi phước chúng ta không đủ, chúng ta làm ăn nó trồi lên sụt xuống, Phật đã dạy tới nhiều cách để chúng ta có thể giữ được ngày ba bữa đủ dùng. Nhưng có phải ta nói là Phật cho con được sống đủ, Phật dạy tri túc, con biết sống đủ, con biết sinh cho đủ dùng thôi. Nhưng mà thật sự đó, mình không có bằng lòng với sự đủ dùng. Mình muốn gì? Muốn thặng dư. Thì cái sự thặng dư đó không cần thiết, cho nên là nó phải đi ra. Mình thường muốn ném kéo trở lại. Cho nên bao giờ mình biết rằng đừng để phải trở thành đó, mình chính là đóng cái vai trò ngược lại. Bây giờ mình là cái người xuống ta, nhưng đừng bao giờ đổi cái vai trò đó trở lại. Nếu đổi cái vai trò thì hai bên nó cũng như nhau, nhưng mà nó nằm trong cái pháp thiện. Còn đổi cái vai trò mà nằm trong cái pháp bất thiện này thì nó là một cái điều mà chúng ta thử hỏi mình có nên làm không. Bây giờ mình giết hại những con vật khác dễ rồi, có những cái nhà đó là những cái con ong nó vào nó đóng ngay cái cửa đó, thì người ta không có ngần ngại rằng nó đứng từ xa lấy một cái cây đó để chọt vào cho tan nát cái tổ ong, rồi cũng từ đằng xa đó dùng một cái thứ nước hôi thối để xịt vào trong cái chỗ đó. Chúng ta có biết loài ong là gì không? Loài ong là một cái thế giới của những cái người mà người ta sống cần cù, nhẫn nại, ngăn nắp, mực thước, và là những cái người thợ giỏi giang, khéo léo và chính xác. Và phước báo của những người đó rất lớn, nhưng mà chúng ta đã làm cho tan tác tất cả cái sự sống người ta. Nhà cửa người ta đã xây dựng, lâu đài người ta đã xây dựng, cả một cái đất nước người ta tồn tại giờ đó mình phá nát hết, thì mình nghĩ mình sẽ ra sao đây? Một cái tổ kiến cũng vậy, nó vẫn có một cái sự sống của nó lớn, nó là một cái quốc gia đó. Nó nhỏ xíu là nó một cái gia đình đó. Bây giờ chúng ta hủy hoại nó thì chúng ta nghĩ đi, và chúng ta cứ kiểm tra xem đó là cái con kiến này nó có đầy đủ lục căn không, thì chúng ta kiểm tra thôi. Cứ kiểm tra đi rồi mới biết là lời Phật dạy có đúng hay không. Và đừng quá tự hào rằng mình là con người, là mình mới là cái tánh linh mạnh nhất, giỏi nhất. Tánh linh mạnh nhất, giỏi nhất mà không linh cảm được cái việc mình làm là cái việc tốt hay xấu, mà không linh cảm được thì cái tánh linh đó cất ở đâu? Chúng ta thấy mỗi lần mà động đất á, cái tánh linh của con người không mạnh bằng những cái con vật. Ngay cả cái đàn kiến nó sẽ ra khỏi cái khu rừng đó trước, kiến nó sẽ đi thành từng đàn đi trước. Chim nó di dời ra, những con thú lớn nó bắt đầu nó đi ra, nhưng con người vẫn bình chân như vậy ở chỗ đó. Như vậy tánh linh ở đâu? Cho nên cái gì cũng như vậy, chúng ta sanh ra bất cứ ở cái cõi nào và chúng ta mang cái sắc thân gì đó, thì cái sự rèn luyện cho cái mình bén nhạy, mình nhanh nhẹn để mình thấy biết và phân biệt được những cái điều nên làm và những điều không nên làm, thì cái đó là căn bản về tâm linh, và đó là cái trí tuệ soi sáng trên con đường tiến hóa của mình. Cái lộ ý môn thông thường thời Bình Nhật mà cảnh rất rõ, thì như chúng ta biết á, cái lộ ý môn nó sẽ chia ra làm hai cái.
là lộ ý môn thông thường và lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn thông thường này chia làm hai, là lộ bình nhật và lộ cận tử. Còn lộ ý môn đặc biệt đó là thuộc về đắc thiền, đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới và đắc thần thông. Và đắc đạo quả. Những cái phần này rồi chúng ta chưa học. Chúng ta chờ học tới phần sắc giới, phần vô sắc giới và phần siêu thế thì chúng ta sẽ nói tới cái lộ ý này. Còn bây giờ là chúng ta học cái lộ ý ở trong cái chúng sinh, ở trong cái cõi dục đây, trong cái luân hồi đây. Thì chúng ta đang nói về cái phần bình nhật. Bình nhật này thì nó chia ra làm bốn cái loại là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Đó. Rồi giờ chúng ta sẽ học cái lộ cận tử này sao? Bây giờ chúng ta đang đi cái phần lộ ý môn thông thường, bình nhật, cảnh rất rõ. Và lần trước đó, khi mà nói tới lộ ý môn thông thường, lộ ý môn mà coi như là bình nhật thông thường đó, mà cái cảnh rất rõ này đó, chúng ta nói nó xảy ra trong ba cái trường hợp. Thứ nhất là nó kết thúc ở chỗ động tốc này, hay là động lực. Cái động lực gọi là chót động lực. Rồi thứ hai đó là chót có tâm mót. Rồi cái thứ ba là chót có tâm hộ kiếp khách. Đó là ba trường hợp. Lần trước thì chúng ta đã học về cái phần động lực rồi. Và chúng ta cũng đã học qua cái phần tâm mót rồi, đúng không? Tức là chót tâm mót, chót động lực đấy. Trong cái phần chót động lực này đó là chúng ta cũng có chia ra chót động lực này. Chót động lực này chúng ta chia ra có hai phần. Một cái phần á là nó không có hộ kiếp vừa qua. Một phần á, là nó có cái hộ kiếp vừa qua. Và thông thường là cái có hộ kiếp vừa qua này nó lớn nhất là 7 cái hộ kiếp vừa qua. Thì nó sẽ có từ 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Và nếu nó có 7 hộ kiếp vừa qua thì có nghĩa là nó có 7 lộ. Lộ thứ nhất thì nó có 1. Lộ thứ hai nó có 2, lộ thứ ba có 3, lộ thứ tư có 4, tính là thêm dần vô cho đủ 7 lộ. Thì tại sao mà có hộ kiếp vừa qua, tại sao không có hộ kiếp vừa qua? Thì như chúng ta nhớ đó, là khi mà cái cảnh, tâm nó bất cảnh, thì nó có hai loại cảnh. Nếu mà cảnh thuộc về danh pháp, hoặc là chế định, chế định đây, danh chế định, nghĩa chế định đây, và cảnh danh pháp tâm và sở hữu tâm đây đó. Thì cái này đó, bắt cảnh này đó thì nó không có hộ kiếp vừa qua, không có. Nhưng mà nó bắt cái cảnh mà thuộc về cảnh sắc. Cảnh sắc này chúng ta chia làm hai. Cái thứ nhất á là năm cái sắc thần kinh. Và cái thứ hai là 16 sắc thế. Thì nơi đây nó sẽ có hộ kiếp vừa qua và nó có từ 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua. Như vậy khi chúng ta nói rằng là cái tâm chúng ta đó có khả năng nó biết hoạt động về thân, biết hoạt động về tâm, thì chúng ta thấy này, cái lộ ý này, tâm bất cảnh này nó thuộc về lộ ý. Lộ ý này nó bất cảnh nội. Thì nội đây đó là nó vừa trong tâm, nó vừa trong thân này.
năm cái sắc thần kinh trong thân nè và 16 cái sắc thể đó, thì tâm chúng ta đều có khả năng biết hết. Đây chúng ta nhìn đây, 28 sắc pháp đây, 28 sắc pháp. Thì trong lộ ngũ á, trong lộ ngũ nó bắt bốn cái, nó bắt cái cảnh này đây, nó bắt cái này, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh diệu khí, sắc cảnh vị. Và nói sắc cảnh xúc nó bắt có ba thôi, tức là nó bắt cái 1, 2, 3, nó bỏ lại cái phần thủy đại, thì thành ra nó bắt bảy cái cảnh, nó nổi cộm lên vậy, nó bắt cái bảy cái cảnh đó rồi. Thì còn lại đó, tất cả những cái sắc pháp khác thì tâm đều có thể biết được cả. Như vậy tâm chúng ta đây có thể biết được tất cả hoạt động của 27 sắc pháp trong thân của mình. Cho nên chúng ta có thể thấy hoạt động của thân. Và như vậy nơi cái tâm này, nó thấy tất cả những cái danh pháp, tức là tâm và sở hữu tâm, nó thấy cả danh chế định và nghĩa chế định. Thì như vậy là mọi cái hoạt động về thân tâm đó, thì tâm chúng ta đều có khả năng thấy biết được. Và như vậy thì chúng ta đây có thể kiểm soát thân tâm. Khi mình thấy biết rõ ràng như vậy á, thì mình biết là cái gì là nó tốt đẹp, cái gì nó không tốt đẹp. Từ cái chỗ biết cái gì là tốt đẹp, cái gì không tốt đẹp, thì chúng ta đây có cái sự chọn lựa. Bởi vì sự chọn lựa nó nằm trong tâm phân đoán, tức là nó phân tích và nó phán đoán. Trong cái đời sống này nè, mà chúng ta đã giỏi hay dở, cái người mà thông thạo cái việc mình làm, mà gọi là khéo léo, thuần thục, thiện xảo trong việc mình làm á, nó cũng nhờ ở cái chỗ này, cái phân tích và phán đoán này. Chúng ta nhìn một cái tổng thể, người ta thấy cái thành phần cấu tạo của nó là gì, và thấy sắc nét những thành phần cấu tạo, thấy cái cách kết cấu của nó, mà chúng ta đây biết tháo rác. Trí thông minh nằm ở chỗ biết tháo và biết rác. Cho nên con nít nó chơi những cái trò chơi, nó tháo rắp rắp những cái mô hình, đó là rèn luyện cái trí thông minh. Cho nên người ta nhìn cái việc, nhìn cái việc, nhìn những cái sự vật có diễn ra, người ta biết nối kết lại. Mà nhìn một cái đã hoàn hảo rồi, người ta biết tháo nó ra. Trí thông minh nằm chỗ đó. Mà chúng ta không rèn luyện cái đó thì chúng ta nhìn đâu nó cũng ngờ ngờ, nghệt nghệt thôi. Bởi vì nó hiện ra bằng cái tâm si, nó không hiện ra bằng trí. Trí nó sẽ sắc bén, nó sẽ sắc sảo, và nó soi sáng được hết. Còn không nó cứ ngờ ngờ, nghệt nghệt, chả biết cái gì cả. Thấy đó mà coi như không thấy. Vì thấy những người phụ nữ giỏi đó, ta không có đòi hỏi gì hết á, cái gì nói đó, tôi có nào rau nào cải nào đó, tất cả những cái đó đó, hãy tạo món ăn đi thì người ta biết, khỏi cần nói gì cả. Còn cái người nó ngờ ngờ nghệt nghệt á, mình chỉ món này nấu với món này mà nấu ăn được, vì nó thiếu cái sự phân tích và phán đoán, thiếu cái sự tháo rác, thiếu cái sự tinh tế, nó thiếu cái sự bén nhạy. Tại vì cái tâm nó bị che khuất, nó thiếu cái phước báo, thiếu cái phước trí. Cho nên học thì thầy cô giáo dạy giống nhau, mà cái đứa nó thoáng, nó nghe qua là nó ghi nhận được, và nó có thể triển khai cái đó, nó có thể làm giàu cái đó là. Còn cái người này bao nhiêu đó nắm bắt cũng không được, mà khi lắp ra thì ngờ ngợt, không có cái mối nào nó vô cái mối nào cả. Như vậy phải nhớ thì nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm nhiều cái điều sai, nó bị che khuất. Mà một trong những cái điều sai mà dễ làm nhất á, là cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc. Nhưng các bà mẹ nuôi con, thương con bằng cách thỏa mãn những khuynh hướng thụ hưởng của con. Những người mẹ đó có phạm lỗi hay không, tự xét lại.
Và ngay cả bản thân mình nuôi dưỡng mình xem xét xem mình có phục vụ cho cái sự thọ hưởng mình là đứng hàng đầu không? Phải xem xét lại. Bởi vì xem xét lại đó, nó thể hiện cái khả năng phân đoán của mình. Cái khả năng trí tuệ của mình mới nói được vấn đề thu thúc lục căn. Còn không, chỉ là thuộc bài mà thôi, không làm được. Như thế, một cái tấm vải mà khi người ta trải ra đó, một người thợ may khéo sẽ có thể biết cắt cái áo vừa đẹp mà vừa có thể dư vải ra. Còn cái người khác đó, trải cái tấm vải ra mà đo cắt lúc nào cũng hụt, thêm vào cũng hụt. Cái kích thước thì chỉ vậy thôi, cái người thợ khéo cắt có thể dư vải ra. Và có thể người ta may hai người, nó có thể cho ra được một cái bộ đồ nhỏ cho con nít được. Nhưng cái người không khéo đưa nguyên một tấm vải cho hai người, nó vẫn thiếu. Nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ tháo ráp, nằm ở chỗ tinh tế và bén nhạy. Nó là cái sự sắc bén của trí tuệ. Còn khi không có trí tuệ, không có sự sắc bén, không có sự sắc sảo, và nó không làm nên được sự tháo ráp này. Và nó ngộ một điều đó, cái người mà giỏi đó thích học hỏi lắm, học hỏi rất nhanh. Còn cái người ngờ nghệch đó, nó lại không thích học hỏi. Và nếu người ta chỉ bảo nó nhiều chừng nào, nó nổi sân lên chừng đó. Nó dục chạc thêm nhiều chừng đó. Cho nên nó không tiến được mà nó chỉ lùi mà thôi. Cho nên cái phước lớn trong cái đời người đó là ngay từ nhỏ mình sanh ra đó, tự trong cái căn lành của mình có phước rồi đó. Cho nên là cái người nào mà nó người ta đem đến cho mình một cái sự học hỏi gì đó là hợp tác ngay tức khắc. Quý vị xem mấy cái đứa nhỏ mà nó gọi là thần đồng ở trên cái những cái chương trình mà gọi là thần đồng trẻ con đó, thì quý vị nghe nó nói nè, tự con học một mình, nghe chưa? Và nó hỏi đến đỡ mà ba nó là phải lén mà học thêm để mà trả lời cho nó thêm. Vì thấy nó phát sinh chưa? Và nó tha thiết với cái việc đó. Còn những đứa khác không nghe, bởi vì nó thiếu phước báu, cho nên nó bị cái si che lấp. Nó cảm thấy mệt mỏi khi người ta hướng dẫn cho nó nhiều. Đối với nó như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình chỉ cái tinh tế thêm á, là nó mệt mỏi và nó nổi sân. Cho nên không có học được và không có tiến hóa được. Còn cái đứa mà nó đã có cái phước báo á, là nó cứ muốn nữa, nó muốn học nữa, nó muốn tìm tòi. Và có đứa nó trả lời thế này, là tự con á, mà mở trong sách ra con học. Nó tìm tới nó học. Cho nên học được là một phước báo. Chúng ta đừng nói pháp học với pháp hành, hãy cúi đầu mà đảnh lễ sám hối vì đã phạm lỗi với pháp học và pháp hành. Tất cả đều góp phần cho trí tuệ của chúng ta. Và chúng ta đi tu không phải là con buồn để mà thấy á, cái nào lợi nhất là làm, cái nào không lợi là quăng ra, hoặc lợi ít không làm. Thưa quý vị, chưa chắc mình đã đủ phước để học pháp học. Chưa chắc đã đủ phước để có thể đi sâu vào pháp học. Chứ đừng có nói là chỉ có pháp hành mới đưa đến cái thành tựu, không cần phải học pháp học. Hãy cúi đầu đảnh lễ và sám hối, chứ không nói như thế được. Nên cái sự tinh tế bén nhạy này chúng ta học khắp, học với tất cả. Và phước báu cho những ai đó là biết cái người chỉ dạy cho mình đó, là đem điều lợi ích và phước báu cho mình để mình học tập. Cho nên quý vị thấy không, khi bản thân mình thiếu phước báu và con cái mình thiếu phước báu, thì mình nói điều hay nhất đối với nó thì nó cho rằng không có ý nghĩa, không có giá trị gì cả. Và nó còn phủ phàng
nói rằng là thế hệ của ba mẹ nó đi qua rồi, con không nghe. Thế hệ đi qua, mỗi thế hệ nó có cái đặc trưng nó, nhưng những nguyên lý chung của nó chỉ có một thôi. Nó biến đổi ở bên ngoài, những cái hiện tượng pháp nó thay đổi bên ngoài, nhưng bản thể pháp nằm ở bên trong, nó là cái gọi là bất biến mà nó làm ra vạn biến. Hỏi quý vị nha, công dung ngôn hạnh cho người phụ nữ có lạc hậu không? Hay chính những cái kẻ sau này lạc hậu cho nên không còn công dung ngôn hạnh nữa? Bởi vì công dung ngôn hạnh là cái chuẩn để làm tư cách một người phụ nữ đáng gọi là một người vợ, đáng gọi là một người mẹ. Người vợ hiền và người mẹ hiền là cái người chủ gia đình đáng kính quý. Thì đó là cái chuẩn mực đó. Bây giờ phá vỡ hết tất cả những cái đó thì kẻ sau này phải lạc hậu hơn chứ. Có chồng có vợ mà cưới hỏi đàng hoàng, mà được mọi người đó đến chúc tụng, mà mình xứng đáng là tiền dâm hậu thú, thì phần lớn những cuộc hôn nhân đó đều có thể vượt qua khó khăn. Nhưng mà tiền dâm hậu thú thì phần lớn những cuộc hôn nhân đó không vượt qua được khó khăn. Như vậy giữa tà dâm và chân chính thì cái nào là chánh pháp mà cái nào là tà pháp thì chúng ta thấy rõ. Và cái nào là tiên tiến và cái nào là lạc hậu thì chúng ta phải thấy rõ. Nhưng khi mà một cái xã hội nó đi vào một cái khuynh hướng thọ hưởng quá nặng thì nó phủ nhận tất cả những cái giá trị căn bản mà thuộc về cái nguyên lý đạo đức để chúng ta có thể làm một con người. Bẻ cong hết, làm cho uốn éo hết, không còn cái gì cả. Cho nên là bất cứ chúng ta sinh ra ở cái cõi nào, bất cứ chúng ta sống trong cái hoàn cảnh nào, thì phải rèn luyện cái khả năng bén nhạy trong cái đời sống nội tâm của mình. Cái đó là cái làm cho chúng ta vượt thoát tất cả những cái quả bất thiện của chúng ta. Còn chúng ta thiếu cái đó thì cũng như là chúng ta trôi trên cái biển cả mênh mông đó, mà chúng ta không có một cái phương hướng và chúng ta cũng không có cái cách gì để lèo lái chèo chống cái con đường của cái bè của mình đi cho nó đúng đó. Thì chúng ta cứ bập bềnh trôi nổi cho đến khi nào nó rã cái bè đó ra thì chúng ta thành cái gì và ở đâu thì chừng đó tính sao. Cho nên trí tuệ là đứng hàng đầu, và chúng ta đây phải rèn luyện từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Và sư cô bao giờ cũng suy nghĩ và biết rất rõ rằng nếu cái người phụ nữ đích thực là người phụ nữ đó thì làm người phụ nữ có phước báo đặc biệt lắm. Và trong cái tu tập này nè, mà cái người phụ nữ mà đúng là được gọi là cái người phụ nữ đó ha, thì cái phước báo tu tập từ trong cái hạnh lành của người phụ nữ đó dễ đi đến sự thành công lắm. Mà nhất là những người có con và sống xứng đáng là một người mẹ, thì những người đó có cái hạnh lành chăm chút tỉ mỉ. Có những người mang cái thai từ trong thai bào đó còn có thể lắng nghe được những cái quẩy đạp trong cái thai bào con mình. Và cái người mẹ này có khi là nối được trong cái tâm của đứa con mình để biết nó ra sao. Nó tinh tế đến như thế. Và chúng ta có bao giờ đó nghĩ rằng đó, nếu mà cái người mẹ này lắng nghe và thấy vậy là thấy bằng tâm, kiểu gì có bao giờ nghĩ đó là pháp thiền không? Nằm bên con như thế này này, mà con nó trở mình, nó xoay chuyển như thế nào là mẹ thấy đó, thấy bằng tâm. Và bây giờ khoa học cũng đã nhận thấy rõ rằng một cái lồng ấp với đầy đủ cái sự chính xác
trợ giúp cái hơi ấm đó không bao giờ bằng cái lồng ngực của người mẹ. Đặt cái đứa nhỏ lên ngực của người mẹ và trong cái lồng ấp, hai cái hoàn toàn khác nhau. Bởi vì nơi đây là đồ hộp, mà nơi đây là sự sống thật. Nó không những nó truyền một cái hơi ấm, nó còn truyền một cảm xúc. Nó còn nối được cái sự sống giữa mẹ và con, cái đời sống tâm linh nó phối hợp với nhau. Và chỉ có người mẹ mới có cái phước báo đó. Cực khổ vất vả trăm bề, người mẹ này đang ăn mà con nó quấy rối cái này cái nọ, thậm chí nó phóng quế ra, thì cái người mẹ buông đôi đũa xuống mà tâm không có bức xúc, vẫn vui vẻ giúp cho nó. Nhưng mà thưa quý vị, mình 90 tuổi rồi đó, nó 40 tuổi như vậy mà nó chỉ cần mình một lần phóng quế thôi là nó đã muốn bỏ hết rồi. Mình mà chỉ cần nó là khóc la trong một tiếng đồng hồ là nó khủng hoảng nó chạy rồi. Còn nó khóc ngày khóc đêm, nó khóc dạ đề 3 tháng 10 ngày đó, xanh xao vàng giọt đó, mẹ vẫn sống với con. Cho nên đừng nghĩ rằng làm người phụ nữ là vô phước. Chúng ta thử tưởng tượng trên cái thế gian này không có người phụ nữ, trong cái gia đình không có người phụ nữ, thì có mấy gia đình được gọi là gia đình? Mấy người đàn ông mà có thể đóng được hai vai trò, những người đó là hàng hiếm. Cho nên phải hiểu như vậy để biết quý mình, và để biết đây là cái cơ hội mình làm người nữ mà mình rèn luyện được cái sự tỉ mỉ. Mình sống để trải cái lòng ra, cái tình thương ra, và mình đón nhận một cái đời sống, chia sẻ một đời sống. Chính người phụ nữ đã làm ấm áp một cái đời sống gia đình. Chúng ta đem lửa đến để sưởi cho cái gia đình chúng ta. Bước chân vào căn nhà có người phụ nữ, mà đúng nghĩa là người phụ nữ khác với cái gia đình không có người phụ nữ. Còn người phụ nữ không đúng nghĩa, người phụ nữ không được gọi là phụ nữ. Họ đã làm mất cái bản chất quý báu của họ rồi. Và chúng ta hãy xem xét thì chúng ta sẽ thấy nó đi theo cái khuynh hướng nào, thì chúng ta hiểu nó là ai. Cho nên đừng có buồn khi mình không đủ phước báu để nói với con mình những cái điều hay, điều tốt mà nó không có nghe. Và cái điều thứ hai nữa là mình đủ cái sự sáng suốt để không nói nữa. Còn nếu không, cái mê muội của mình đó làm cho mình cứ mãi lo âu, cứ mãi trách nhiệm về đứa con và tiếp tục nói nữa. Mà nên tiếp tục làm cho cái phước trí của mình tăng lên. Và khi phước trí mình tăng lên, chính nó sẽ là người đến hỏi: mẹ ơi, cái này con phải làm sao? Mẹ ơi, con làm như thế này có được hay không? Nó sẽ tìm đến mình. Còn khi mà ta đã phủi tay mà cái chén người ta úp lại chỗ này rồi, mà mình cứ việc mình chế xuống là sao? Người ta đưa cái úp cái chén xuống về, mình rước nước, mình cứ rót xuống hoài như vậy thì mình nghĩ mình có tỉnh táo không? Và cái chỗ này nè, là cái chỗ người ta coi thường cái người phụ nữ. Chỉ có tình cảm và cảm xúc mà thiếu sự sáng suốt. Vì vậy chúng ta đây có lọc, có thiện chí, có tình thương, có sự bao dung, có sự nhẫn nại, có sự tận tụy. Nhưng mà thiếu trí tuệ sẽ làm thành đau khổ. Cho nên người phụ nữ cần có cái đèn để soi trong tâm của mình, để làm cho mình an vui và làm cho những người xung quanh mình an vui. Đừng để những cảm xúc, tình cảm và sự tận tụy của mình trở thành cái gánh nặng của người khác, để làm cho người ta khó chịu, để làm cho người ta cảm thấy không cần thiết, để làm cho người ta cảm thấy rằng cái sự vắng mặt của mình làm cho người ta yên ổn hơn. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần
lộ ý mà nó nằm trong cái lần trước thì sư cô có nói với quý vị là cái lộ ý mà cảnh rất rõ chót động lực thì nó có 8 lộ. Một lộ là không có hộ kiếp vừa qua, và 7 lộ là có từ 1 đến 7 hộ kiếp. Thì vậy chúng ta có những cái chặng đường đó, là thứ nhất là cái sát na tâm khách thì chúng ta có thể 8 tâm tất cả. Và loại tâm khách thì nó có 30, trong đó là nó cũng vẫn là cái kháng ý môn và có là động tốc, nhưng mà bây giờ đếm thành con số đó thì nó là 1 cái kháng ý môn và 29 cái động lực vượt giới. Thì lần trước sư cô đã phân biệt cái chỗ đó rồi. Về người đó thì chúng ta có 4 hạng người phàm phu và 4 cái người thuộc về thánh quả. 4 cái thánh quả thì chúng ta biết rồi, đây chúng ta biết 4 cái thánh quả rồi, đạo và quả đó. Còn cái phần mà người khổ đó thì chúng ta tính bằng cái tâm tục sinh, và lần trước cũng có nói rồi, nhưng mà phần này khó nhớ cho nên là nói lại lần nữa. Là trong cái người khổ đó thì nó có sinh ra bằng cái tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Như chúng ta thấy đó, trong đời sống mà chúng ta tăng trưởng được cái phần thiện, thiện trí, hay chúng ta tăng trưởng cái phần sam sân si, thì hai cái khuynh hướng nó đi khác chiều nha, rất là khác nha. Con đường thoái đọa và con đường tiến hóa thì chúng ta đã thấy rồi. Thì như vậy trong cái con đường thoái đọa này đó, là khi thân hoại mạng chung đó, thì người này sanh ra là 4 cõi khổ. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy đây là hạng người khổ, sanh ra bằng cái tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nằm ở đây. Đây. Thì đó là một cái hạng người, ta gọi là 4 hạng người phàm phu. Thì cái hạng người khổ sanh ra bằng tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân là một hạng phàm phu. Dùng cái chữ phàm phu là bởi vì những người này đó là trong tâm nó có cái phần tốt của phần không tốt, tức là nó có cái nghiệp lành và có nghiệp không lành. Mà nó xuống cái hạng người khổ này đây đó là vì cái nó bị cái tham sân si này nó ám. Cái tầng thấp nhất là địa ngục đó thì cái sân nó ám mạnh nhất. Nó tùy theo cái sức ám này mà nó đưa lành 4 cái cõi khổ, có 4 hạng người khổ. Bây giờ đến khi nó lên tới cái tầng trên này nè, nó làm người. Thì cái hạng người nè, nó cũng chia ra làm 3 cái cấp độ. 3 cấp độ. Thứ nhất là cái người lạc vô nhân. Cái thứ hai là người nhị nhân. Và cái thứ ba là người tam nhân. Người lạc vô nhân thì sinh ra bằng tâm quán sát, thọ xả quả thiện vô nhân. Đây, tâm quán sát, thọ xả quả thiện vô nhân thì gọi là người lạc vô nhân. Tại sao dùng cái chữ người lạc vô nhân? Tức là sanh ra bằng tâm vô nhân, tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Mà lạc là gì? Đáng lẽ người này không sanh ra được làm người mà sanh ra làm người, nhưng mà người này bị tật nguyền từ trong bụng mẹ được sanh ra làm người, được có cái phước sanh ra được làm người. Vừa rồi có một cái đứa bé nó sanh ra, nó không có chân, nó không có tay, chỉ có cái thân hình với cái đầu, nó thiếu nhưng mà vẫn được làm người. Và khi làm người đó thì cái phước vẫn lớn hơn này. Phước vẫn lớn hơn vì nó sinh ra bằng cái tâm quả thiện này. Còn 4 hạng người khổ này sinh ra bằng cái tâm quả bất thiện này. Đang nói tôi xuống này. Thành ra đó, một cái người mà tự tử chết đó,
thì họ khó mà sanh ra làm cái người lạc vô nhân đâu, mà họ phải xuống đây trước rồi, phải rơi xuống bốn cảnh khổ. Thành ra cái mà người ta không biết là chỗ nào. Người ta cứ nghĩ bây giờ đó là nhìn đâu cũng thấy bế tắc hết. Thành ra chỉ có cách là bây giờ mình chết đi thì mình ra khỏi cái bế tắc. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng bế tắc nó không nằm nơi thân mà nó nằm nơi tâm. Thành ra khi mình bỏ cái xác thân này rồi, bế tắc còn trong tâm không đi ra khỏi. Vậy vậy bế tắc còn nằm trong tâm, cái ách tắc, cái tuyệt vọng này nó sẽ đưa vào trong cái tâm tối. Và nó sẽ ở trong cái tâm tối này cho đến khi nào ta nhận thức ra. Cho nên tự tử không giải quyết gì được ngoài cái chuyện là chúng ta chắc chắn 100% phải rơi vào cõi khổ. Cho nên chúng ta sinh ra được làm người, chúng ta phải nhớ rằng không có cái chỗ nào là con đường mà nó bích chặt cả. Chỉ cái sự cùng quẩn trong tâm của mình mới đưa đến cái chỗ bích chặt thôi. Và sự cùng quẩn này chúng ta đã học, chúng ta còn biết sự cùng quẩn này nằm ở chỗ nào. Nằm ở chỗ khi cái lỗ ý này nè, nó có một cái đối tượng. Những cái đối tượng này thuộc về cái danh pháp đây, tức là nó thuộc về tâm mà, và sở hữu tâm mà. Hoặc là những cái đối tượng này nó thuộc về lỗ ngũ nhưng mà nó trạo lại. Thì chính chúng ta đó, một trong những cái phần rất nhỏ này làm cảnh cho tâm đó, là chúng ta nuôi nó quay trở lại rồi. Rồi nó quay trở lại qua. Chúng ta cứ thấy bế tắc rồi chúng ta lại đưa nó vào bế tắc nữa, rồi cứ quay chỗ đó, chúng ta quay hoài, chúng ta không mở cái lối đi ra. Cho nên vì sao mà nó quay trở lại hoài? Là bởi vì chúng ta đây đó không có tiếp nhận cái mới. Cho nên khi mình gặp một cái gì quá bế tắc đó, mình phải tìm đến một cái người nào mình tin cậy nhất để mà mình nói chuyện, mình giải ra. Nên ở các nước Tây Phương đó, một bác sĩ về tâm lý học thì một giờ đồng hồ khi mà ông tiếp người bệnh nhân đó, đó so với những cái bác sĩ khác đó, thì cái tiền nó gấp mấy lần. Là bởi vì mình phải mở cái này ra để mình tiếp nhận cái mới. Đây, không bị cắn cứng đây, phải tiếp nhận cái mới, phải nghe cái mới. Rồi suy nghĩ là, cho nên phải mở ra, phải có giao lưu, phải có tiếp cận. Nhưng mà người nào đáng tin cậy, người nào có thể giúp đỡ được thì mới nói. Chứ không phải bà ai cũng nói, nhiều khi nó sẽ tăng thêm sự bế tắc của mình. Và xin nhớ rằng, nếu không có phước báo thì không thể gặp được cái người mà mình gửi cái tâm trạng của mình. Và nếu không có phước báo thì những cái lời người ta mở lối cho mình cũng không đi. Cho nên nói là tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Vì mình nhất định không có sự thay đổi. Trong cái lỗ ý mình nó quần quần hoài một cái đối tượng đó. Và nó giam nhốt, nó cầm tù, và mình ở trong cái ngục tối. Và vì vậy một cái quyết định như vậy nó phải rơi xuống các cái cõi khổ này, tùy theo cái mức độ. Và thông thường những cái người đó đầu tiên là rơi xuống ở trong cái cảnh ma trước, để mà nó lặp đi lặp lại hoài cái hành động đó, lặp đi lặp lại hoài, bởi vì ma quá sanh nó lại tiếp tục treo cổ nữa, rồi lại chết, tiếp tục treo cổ lại chết. Hoặc là tự sát bằng súng, hoặc là uống thuốc độc, hoặc là nhảy xuống sông. Thì cái khi bắt đầu nhảy xuống, quyết định nhảy xuống, trong lúc nhảy xuống cái gì diễn ra, thì tất cả cái kịch bản đó nó sẽ lặp đi lặp lại, và cứ sanh ra rồi lại chết, lặp đi lặp lại chết.
Cho nên đừng có chọn lựa con đường cùng vọng. Sanh ra làm người đâu có tật nguyền thì vẫn có phước báo. Như thế không? Mình đủ tay đủ chân. Chỉ vì cái đầu mình giải ra không nổi mà mình quỷ hoại toàn thân. Bây giờ một đứa trẻ nó sinh ra nó không có tay, nó không có chân, nhưng mà mẹ nó vẫn thương, bà vẫn thương, người ta vẫn gìn giữ để nuôi, thì vẫn chăm sóc. Mà trong khi mình đầy đủ tay chân, đầy đủ tất cả, nhưng mà cái khả năng để giải quyết cái vấn đề trong nội tâm của mình không đủ sức, mà mình không nương vào ai cả, mình chỉ một mình tự chôn vùi mình trong cái tâm tối, thì mình sẽ tiếp tục một mình chôn vùi trong tâm tối cho đến bao giờ mình biết mở cửa ra để mình đi ra. Không cố thủ. Và chưa đâu, trong nhiều đời nhiều kiếp như vậy, khi mà cái phước trong vô lượng kiếp mình tạo dựng ra được, nó trổ sanh, nó có cơ hội trổ sanh, nó có khi sanh làm người mà người tự kỷ. Tự kỷ có rất là nhiều dạng, mà trong đó có một cái dạng đó là nó nín thinh, nó ngồi hoài đó, không nói tiếng nào hết, không thích nghe ai nói cả. Cho nên từ đừng tự đóng cửa cuộc đời của mình. Phải có giao tiếp. Cũng như nước mà tù động trong cái ao, nó phải đen thôi, và lại phải có cái mùi khó chịu thôi. Còn bây giờ nó được nối với một cái khe suối, nó nối với một cái khe sông, nó nối được một cái lạch núi, thì nó có nước ra nước vô. Cái dòng tâm thức của chúng ta đây, nó không phải chạy mãi một cái dòng hậu kiếp, mà nó có tất cả 6 lộ để nó khai thông ra. Nhưng mà tự mình bích lối hết, tự mình cứ tạo cái cảnh đó lặp đi lặp lại hoài, tạo hoài tạo ra, không thoát ra được. Mình có khả năng thay đổi cảnh trong tâm. Mình có thể tái lập một cái suy nghĩ khác, và suy nghĩ này nó đã đưa mình ra khỏi cái suy nghĩ bế tắc. Mình tự mở lối ra, từ trong tâm. Đối tượng này là tâm, tâm có thể tạo tác lại. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nhưng mình quên mất cái khả năng đó của mình, và tự trói buộc lại, lẫn quẩn, và đi đến cùng quẩn, đi đến cái sự gọi là quẩn quanh, rồi cuối cùng nghĩ quẩn, giải quyết quẩn, đưa đúng môn cảnh Phật. Và bây giờ cái lớp trẻ trẻ bây giờ đó chọn cái con đường này như là một cái giải pháp, mà nó có một cái gì đó nó gọi là tự mình có tánh độc lập, không cần đến ai hết, không cái tự hào như thế. Bởi vì nó đi vào cái đời sống, coi cái chủ nghĩa cá nhân của mình đó là tất cả. Và không hiểu rằng một cái cây nó vươn lên cao như thế này thì quả thật nó rất là độc đáo. Nó có một mình nó, không sai khác. Nhưng nó không thể sống được khi mà những cái rễ này nó không có ăn vào trong mặt đất. Và nó không thể sống được khi nó không có quang hướng động. Nó có địa hướng động, nó có quá hướng động, nó có quang hướng động. Mặc dù chúng ta thấy một cái cây nó sừng sững, nó vươn lên, nó hùng vĩ như thế này, nhưng luôn luôn nó có một cái mối dây quan hệ. Và cái cây này nó phải biết như vậy, nó không tự chặt đứt gốc rễ của nó, nó không được phủ lên một cái màu đen để che hết cái quang hướng động của nó. Không thể làm cái việc đó. Nhưng chỉ có sự mê muội mới đẩy chúng ta vào trong các cái cảnh khổ đây. Và khi chúng ta biết đến giáo pháp của Đức Phật, chúng ta quy y Tam Bảo, khi chúng ta quy y Tam Bảo thì cái người thầy quy y cho chúng ta luôn nói rằng, khi mà chúng ta quy y Tam Bảo thì chúng ta đây đó tránh khỏi cái việc rơi xuống 4 cái cảnh khổ. Thì cái điều đó nói, nhưng nó thiếu một cái khâu chính giữa đó, là khi mình quy y và mình giữ đúng như điều quy y mới tránh khỏi cái điều này.
Còn chứ không phải quy y là tránh khỏi cái này, mà quy y mà thực hiện đúng cái sự quy y này tránh khỏi. Nếu không vẫn tự giận mà chết vậy, cũng phạm vào giới thứ nhất đấy. Chị thấy rõ chưa? Phải sáng suốt mà nhận định ra. Mình quy y là mình có phước, tại vì mình học được năm giới, mình hiểu được năm giới, mình tìm hiểu năm giới, và nên sống với năm giới. Sống với năm giới có nghĩa là gìn giữ năm giới và thực hành năm giới. Mình sống với năm giới. Còn mình nó quy y, mình thọ ngũ giới, nhưng mình không sống với năm giới, mà mình sống với lại đó ma quỷ ở trong tâm đây, là ba cái ma vương, là ma tham, ma sân và ma si mà sống ở đây, thì làm sao mình không đi theo nó cho được. Đó, đó là những cái mà chúng ta phải lưu ý. Như vậy là chúng ta người là có 8 nha. Cõi thì chúng ta có 30 cõi hữu tâm, tức là cõi của những chúng sinh có tâm. Có một cõi chúng sinh không có tâm là cõi vô tưởng. Cái này là cái bài vừa rồi đó, xong rồi sư cô chỉ bổ sung một chút thôi. Và cái phần này cũng học rồi đó, là cái phần phần thứ hai trong cái phần thứ nhất này đó, là phần B đó, là lộ ý cảnh rất rõ chót động lực có từ 1 đến 7 hậu kiếp vừa qua. Thì cái cách thế này vẫn như ở trên thôi, nhưng nó khác ở chỗ này. Về cái mặt mà tâm khách á, thì nãy trên chúng ta có 8 thì nó giống nhau. Các loại tâm khách có 30 cũng giống nhau. Về chặn có 2 cũng giống nhau. Về người có 8 cũng giống nhau. Nhưng mà riêng về cõi nó có khác. Thì chúng ta chỉ ghi cái phần cõi thôi. Là cõi là 26 cõi ngũ uẩn. 26 cõi ngũ uẩn. 26 cõi ngũ uẩn. Tức là cái cõi có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. 26 cõi. Thì tại sao mà 26 cõi? Thì chúng ta sẽ tính như thế này. Đây là 11 cõi dục. Chúng sanh ở cõi dục. 16 cái cõi trời sắc giới. Nhưng mà riêng cái cõi dục này đó, là chúng ta trừ ra cái địa ngục, thì nó còn 10 cõi cộng với 16 cõi trời này là 26 cõi. Nó bỏ cái phần địa ngục ra. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cõi địa ngục người ta vẫn có cái tâm, nó có cái tâm. Nhưng mà riêng trong cái phần này đó thì nó nói là cái ngũ uẩn á, chúng sanh trong cõi ngũ uẩn thì nó trừ cái cõi địa ngục ra. Nó không xếp vào trong đó. Cho nên á, là những chúng sinh này có tâm để có cảm thọ, để chịu khổ. Cho nên đưa mình vào trong tới cái cõi mà cái cõi địa ngục rồi đó. Thì giống như cái ngọn đèn của mình bây giờ không có cái cách gì mình bịt kín cho đến đổi, không có cách gì mà dẫu một cái mũi kim khó mà xuyên thủng. Thì chờ đến bao giờ mà chúng ta có thể xoay được trong tâm của mình? Chờ đến bao giờ? Chúng ta thấy như là Đề Bà Đạt Đa. Như vậy là Đề Bà Đạt Đa sẽ ở với cái ngục vô gián, địa ngục vô gián, đến 100.000 đại kiếp. Thì khi đó mới bắt đầu đó, những cái phước mà Đề Bà Đạt Đa đã làm trong đó, 2 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, mới có cái cơ để mà nó phát sanh lên. Vì thấy không, cái ác nghiệp làm trong một cái thời gian rất ngắn, rất là ngắn. 3 lần muốn giết Phật, 2 lần suối A Xà Thế giết cha, chỉ có 5 lần, tính thời gian khoảnh khắc rất ngắn. Phước báo đã làm trong 2 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, nó bị che khuất lại, nó phải trổ sanh sau khi mà ở trong cái ngục vô gián 100.000 đại kiếp. Thành ra cái lực của những cái ác nghiệp này là nó đưa xuống những cái cảnh này cực kỳ quan trọng. Và chúng ta nhớ, cái khi ấy á, thì Đề Bà Đạt Đa đó chưa có bước qua cái thiền
vô sắc giới này. Mà Đề Bà Đạt Đa đã luyện được cái thiền sắc giới và có thần thông chưa đủ mạnh mẽ, nghị lực, nhưng dục vọng vẫn có thể tuôn trào. Cái dục vọng này đó, nó nằm trong đó cái chỗ cái niềm kiêu hãnh là thấy mình tu một cái thời gian rất ngắn mà mình đã đắc thiền được, một thời gian rất ngắn mà mình có những cái thần thông, có những cái pháp vực là hơn người. Và cái niềm hãnh diện này đã đẩy Đề Bà Đạt Đa đi đến cái con đường là muốn rằng mình phải đạt được cái tuyệt đỉnh của cái quyền, của cái danh vọng và quyền lực. Mà nghĩ rằng đó, cái tuyệt đỉnh của cái quyền lực và danh vọng nằm trong tay Đức Thế Tôn, cho nên phải lấy từ đó. Và một cái thứ hai mà cái niềm khao khát do cái sự thành tựu lớn lao của mình về thần thông đó, thì người đã nghĩ rằng mình có cái quyền phép đến như thế này mà mình muốn gì không được sao? Mình muốn rằng dưới trướng của mình đó phải có hàng ngàn đệ tử, và những đệ tử này phải được sung sướng. Như vậy thì lấy đâu ra? Lấy đâu ra? Thì phải lấy từ nơi cái người nào có đầy đủ những thứ đó. Cho nên A Xà Thế là một cái phương tiện để mà Đề Bà Đạt Đa có thể đó tạo lên được một cái quyền lực và cái quyền lợi theo ý muốn của mình, nghĩa là được sử dụng, có một cái năng lực. Cho nên kể từ đấy, tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa hằng ngày á, là xe thực phẩm á, nối đuôi nhau mà trở lại cái chỗ mà cái tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa ở, không có bưng cái bình bát đi Phật tử này. Vì Đề Bà Đạt Đa không hiểu rõ cái ý nghĩa của việc bưng bình bát khất thực, chỉ muốn rằng những người nào mà đi tu muốn sung sướng hãy đến với Đề Bà Đạt Đa. Và quả nhiên thời này cũng thế, ai muốn sung sướng thì hãy đến với Đề Bà Đạt Đa, không khác đâu. còn với Đức Phật thì không có phải bưng cái bình bát, phải hóa duyên để gieo cái duyên lành. Để làm chi? Để cho cái giờ tâm tối nhất của mình đó, thì do mình gieo cái duyên trí tuệ với Tam Bảo đây. Bởi vì khi chúng ta gieo cái duyên với Tam Bảo, bao giờ cái phước duyên đó cũng nằm về trí tuệ là phần lớn. Nó khiến cho mình trong lúc tâm tối đó, mình gặp được một người nói một câu, mà cái câu này mình tiếp nhận được để mở ra cái sự sống. Và cái câu này không nhất định phải người mặc áo tù, không phải nhất định ở trong người có tư cách đạo đức, có khi chỉ là lời nói của một đứa bé mà thôi. Nhưng nó chứa đựng cái chân lý nằm ở trong đó, nó chứa đựng cái trí tuệ của con người ở trong đó, mà người này nối được một cái thành công. Bởi vì khi chúng ta quỳ xuống nhá, quỳ xuống mà dâng cái đó lên, đặt cái bát cung kính này để nối con đường trí tuệ lại, thì cái khi tâm tối nhất á, là cái này nó sẽ nối lại. Đề Bà Đạt Đa đã bỏ cái đó. Và nhiều người bây giờ xuất gia cũng thấy cái chuyện thọ hưởng là đứng hàng đầu. Chỗ nào sung sướng, chỗ nào đầy đủ thì rủ nhau về chỗ đó. Thì con đường đó là con đường của Đề Bà Đạt Đa, và người ta rất thích đi con đường đó. Cho nên cái chuyện mà ta nhẫn nại, người ta chịu khó và để người ta đạt được cái sự tinh nhạy về mặt tâm linh, điều đó không thấy, nhưng mà thực tế đó, thì cái gì bỏ trong miệng là thực tế nhất, cái gì dính trên da này là thực tế nhất. Người ta không thấy được cái nhân quả về mặt tâm linh. Chúng ta đã không được học hỏi, không được tìm hiểu nhiều về những cái quy luật, những cái nguyên tắc về tâm linh, cho nên chúng ta sống thực dụng. Chủ nghĩa thực dụng đang làm chủ
ở trên cái quả đất này. Và cái chủ nghĩa thực dụng này bản thân nó không có tội, nhưng những người ứng dụng bằng tâm tham của mình á, nó đã làm xóa đi cái sự tốt đẹp của chủ nghĩa thực dụng. Còn ở một cái khía cạnh nào đó, chủ nghĩa thực dụng được áp dụng đúng thì bao giờ nó cũng đem lại cái điều tốt cho con người. Nhưng chúng ta luôn luôn quá đáng do chúng ta không biết điểm dừng, do chúng ta không biết thu thúc. Không biết điểm dừng, không biết thu thúc vì người tài xế này đã đạp nhầm cái chỗ thắng với cái kia. Thiếu trí tuệ, thiếu sự sáng suốt, chúng ta đã đẩy những cái điều tốt đẹp đã trở thành điều sai quấy. Mà trong Pháp Phật nói rằng đó là pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện, mà pháp thiện lại có thể duyên với pháp bất thiện. Là do mình. Nó đi từng chặn, nó đi từng khúc, nó đi từng phần, chỗ nào rõ nét ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 2. Hồi nãy phần số 1 á, là cái phần chúng ta nói lộ ý. Lộ ý, cảnh rất rõ, chót động lực. Bây giờ quý vị ghi cái này lần sau chúng ta tiếp. Cái phần thứ 2 là lộ ý. Lộ ý mà Bình Nhật đó, cảnh rất rõ, chót là tâm mót. À, lần sau chúng ta học phần này.